Nóng cỡ nóng thì sân mỏng. Cái này nó cỡ 60 kg. Nhìn đẹp quá, nó dịu bộ đến Tết mà. Thì bị cưng. Gì đó, không chịu biết Tết mà không Tết mà người vợ nó mà. Gia không chưa thấy em vô rồi. Chưa, chưa mà, chưa vô mà. Em chuẩn bị một đống đồ lại nữa. Vô rồi, vô vô rồi mà làm. Vô, 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 vô. Vô rồi. Hello, Nguyễn Thơ. Vô rồi. Vô rồi mà. Thôi, xe la chim cho chị đi thôi. Tâm kiểm thác của anh. Hello, chị Quang Dũng, chào Nguyễn Thị Diệu nè. Mấy chị ơi, chị nào vô rồi xe la chim này giúp em đi. Mấy chị chưa nay đồ siêu hot nha. Nói chung là chị nào mà chưa nay vô la chim này á, thật sự. Thật sự là mấy chị ơi rồi vô cùng luôn ha. Tại vì xét lên lâu lâu mới về thôi. Mà đặc biệt xét lên về số lượng ít 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 nha mấy chị. Em phải chia cho xỉ nữa cho nên số lượng bán lẻ nó còn lại ít thôi ha. Không có nhiều. Hello chị anh. Cho nên chị nào em chỉ dám like buổi trưa thôi. Không dám like buổi tối. Tại buổi tối khách đông quá không có chia cho mấy chế. Là mấy chế chủ em chết. Cho nên chế nào mà chưa mà vô live stream em thật sự rất là may mắn luôn. Chế nào buổi trưa hôm nay mà vô live stream em á, thật sự là hút được xét lên đẹp dã man. Đẹp dã man luôn mấy chị ơi, phải nói là dã man. Chào Hữu Còi nha, chào Yumi, chào Hoàng Thùy nè. Hello Yumi nha. Rồi chị nào vô rồi á thì ấn xe live stream liền giúp em nha. Chào người đẹp, chào Linh Phúc nha. Rồi, có tặng quà đầu like luôn mấy chị ơi, tặng quà đầu like luôn nha. Tặng cho chế nào xe live stream. Chị nào xe rồi ấn đã chia sẻ giúp em nha. Có tặng quà đầu like dành cho chế nào xe live stream luôn. Một cái đầm len siêu đẹp. Một cái đầm đen siêu đẹp luôn. Đây, một cái đầm đen siêu đẹp luôn mấy chị ơi. Đó, tặng rất là nhiều quà luôn. Chị dành cho chế nào xe live stream luôn nha. Chào Lê Thị Tuyết Loan nè. Bấm bấm nút cạnh bên á. Chào Kim Ngân, chào Tuyết Thanh. Chào Tiên Cộng nha. Mấy chị ơi vô nhanh tay đi. Xếp lên hôm nay em chỉ bán 9. Em vẫn bán là bán giá 99.000 nha mấy chị ơi. Cái nào cao nhất hơn em sẽ báo. Còn đa số là 99.000. Đó, vô mùa rồi mà bán xếp lên cũng chỉ có 99k một xếp thôi. Nhưng mà nhớ là áp dụng chế nào xe live stream nha mấy chị nha. Áp dụng xe live stream nha. Xe giúp em 2 lần trang cá nhân. Và chia sẻ 3 lần của nhóm giúp em nha. Đáng chờ. Chị nào chia sẻ rồi nhớ điểm danh là đã chia sẻ giúp em nha. Hello chị Anh đã chia sẻ nè. Hoàng Thùy đã chia sẻ nè. Nói chung là chia sẻ thì mình nhận quà mấy chị hát. Chia sẻ nhận quà. Tặng nhiều món quà đầu like luôn. Tặng nhiều món quà đầu like luôn mấy chị ơi. Và xích lên bán 99k luôn. Chị áp dụng cho chế nào xe live stream thêm sự đứng để cho chị coi cái xích lên cho đăng mặt nha. Siêu đẹp, dùng từ siêu đẹp luôn. Xích lên là siêu đẹp. Mặt mấy chị mặc ở đâu cũng được nha. Trong nam không phải bắt gì vô tư hết nha mấy chị nha. Đó. Chị nào trên cao nguyên vùng lạnh nè, mặc quá sang luôn. Cái này mà đi chơi Noel hay đi chơi Tết thì còn gì bằng nhỉ. Quá đẹp luôn mấy chị. Đó, chị có 99k cái quen xịn luôn ha. Đó, đẹp giả mang luôn á. Em đang trong Sài Gòn mà xích lên mấy chị nha, không bị nóng luôn. Đó, mà mặt rất là sexy và dễ thương. Chỉ có 99k thôi. Nhưng mà chị áp dụng chế nào xe live stream nha mấy chị nha. Cái này mấy chị xe mạnh tay giúp em ha. Mấy chị chia sẻ liền tay đi 2 lần cho các nhân cho em. Và chia sẻ 3 lần của nhóm là ok rồi. Chị nào chia sẻ live stream hôm nay nhiều nhất. Đó, em sẽ tặng quà luôn. Đặc biệt hôm nay có món quà tặng cho chế nào xe live stream nhiều nhất. Nhớ là chia sẻ trên 50 hội nhóm giúp em ha. Không cần nhiều nhất luôn. Chế nào cứ chia sẻ 50 hội nhóm trở lên giúp em đều được nhận quà hết. Nhớ là chia sẻ thành công nha mấy chị. 50 hội nhóm trở lên nha. Đều được nhận quà mấy chị ha. Đều được tặng quà hết. Đó, tặng đầm len rồi tặng áo len rồi tặng đủ thứ hết. Nói chung là món quà nào cũng giá trị hết. Dành cho những chế mà chia sẻ 50 hội nhóm trở lên nha. Chụp màn hình lại cho em. Em có một phần lọc để em sẽ công bố ha. Cứ chế nào chia sẻ 50 hội nhóm trở lên sẽ được nhận một phần quà. Đó chính là áo len hoặc là đầm len mấy chị ha. Áo len hoặc đầm len. Đó, cứ có công là ráng công trùng thông phụ đúng không? Cho nên mình chia sẻ là mình được quà thôi. Rồi bây giờ em tặng quà này có bao nhiêu lượt chia sẻ rồi. Đông lượt chia sẻ rồi em sẽ tặng quà nha. Tặng quà đầu like luôn ha. Chào chế Bạch Hợp Hòa này. Hello, cảm ơn Xuân Thắm ha. Áo trong với áo ngoài len hết Hà Thảo đúng rồi chị Linh Phúc qua len hết chị Linh Phúc nha. Áo trong áo ngoài đầm kiếm ngoài là len hết phải len hết cho chị nha. Cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ xinh luôn ha. Em cũng dự là cái bộ này đang mặc này. Đó để dành về Đà Lạt mặc rất là đẹp ha. Rồi, bao nhiêu lượt chia sẻ rồi? Nói chung đi bao nhiêu lượt chia sẻ? Tích lên màn hình là được. Ừ. Bao nhiêu lượt chia sẻ? 3 chỗ nào. Ủa không có hả? Ok. Đó, cái từ lượt chia sẻ đó. 82 lượt chia sẻ. Mới có 82 lượt chia sẻ thôi mấy chị ơi. 82 lượt chia sẻ chưa tặng quà được nha mấy chị ơi. Chưa tặng quà mà chưa mắc siêu được.
mỗi người chia sẻ giúp em hai lần cho các nhân vật bao lần một nhóm nhé chị ơi. Với lượt xem hiện tại là trên 100 người, hai lần thì chị chỉ cần mỗi người chia sẻ giúp em hai lần cho các nhân vật ba lần một nhóm thôi là đã được khoảng chừng 300 mấy 400 mấy lượt chia sẻ rồi nha mấy chị nha. Bộ chị mặc có size to không chị? Bộ em mặc có co giãn nha, nhưng mà size to mà bộ này có co giãn tầm 54 cân đổ lại, 54-55 cân đổ lại ha. Bộ em đang mặc tầm 54-55 cân đổ lại 1m6 nha. Hello chị Văn Nguyễn đã chia sẻ nè, bộ mặc 44 kg vừa bao vừa luôn đứng phúc ơi, tại vì len nó có độ co giãn cho nên chị nào ốm mặc ok, chị nào to mà ok luôn, nói chung là từ 54-55 cân đổ lại là mình mặc được hết cái bộ em đang mặc nha. Bộ em đang mặc tầm 54-55 cân đổ về là ok hết, nhưng mà nhớ là 54-55 cân 1m6 giùm em, còn chị 5m5 là tầm 40 cân đổ lên nha. Rồi Yumi đã chia sẻ luôn nè, ở chia sẻ nhiều một chút mấy chị ơi, chia sẻ bàn tay vô nhiều một chút cho em nha. Chị cho em một cái máy một tí đi. Bạch Hợp Hoa đã chia sẻ rồi nè. Úc nhắn gì cho chị nhỏ, chị đang live stream. Rồi nhớ là xe 2 lần cho cá nhân mới được nhận quà nha chị ơi. Em bắt đầu đọc mã tặng quà đi ha. Đọc mã tặng quà cái đầu tiên. Ủa mới 88 luôn chia sẻ mấy chị ơi. Set em mặc có 59 kg không? Xuân Thắm ơi, 59 kg mặc set khác cho em. Set đen nhiều lắm, 59 kg mặc set khác cho em nha. Mấy chị ơi chia sẻ nhiệt tình cho em nào. Mấy chị ơi mình mua đồ mình nhớ chia sẻ livestream giúp em nha. Bao nhiêu vậy Linh Chuông? 99k một set len đang mặc thôi, nhưng mà áp dụng chia sẻ livestream hai lần cho cá nhân và ba lần hội nhóm giúp em. Chế nào mà không share được hội nhóm á, vui lòng chia sẻ giúp em 5 lần trang cá nhân nha. Đúng, chia sẻ như vậy cho em nha chị ơi, mình sẽ được mua được chiếc giá sale ha. Tại vì set len bây giờ vô mùa rồi giá nó cao lắm, vô mùa rồi giá nó rất là cao ha. Mấy chị chia sẻ nhiệt tình là nha, chia sẻ nhiệt tình rồi em mới bán hàng nha chị nha. Chia sẻ bằng tay rồi mới bán hàng nha, chưa chia sẻ là chưa bán đâu, mới có 88 lượt chia sẻ thôi. Chia sẻ nhiệt tình nha mấy chị, chia sẻ bằng tay lên nha. Hello chị Yến Nguyễn nè, chào Kha Lâm nha, chào Kha Lâm nè. Rồi bàn tay lắm chị ơi, chia sẻ bàn tay đi, chuẩn bị đọc mã tặng quà trước nha. Đọc mã tặng quà dành cho chế nào chia sẻ đấy ha. Anh mở phần mềm chưa vậy hả? Kể cứ hỏi mấy chế thôi. Chế nào khách cũ có tí chốt hàng vui lòng cho em 3 số đuôi kèm mã hàng, còn khách mới á vui lòng cho em số điện thoại đầy đủ kèm mã hàng nha. Nhớ giùm em nha, tại vì hôm nay đổi máy cho nên phần mềm á là em không xem được chế nào khách cũ khách mới, cho nên chị nào khách cũ thì vui lòng cho em 3 số đuôi kèm mã hàng, còn khách mới á vui lòng cho em số điện thoại đầy đủ kèm mã hàng nha chị nha. Nhớ giùm em nha. Đây rồi, em lên món quà đầu tiên là một cái đầm len rất là dễ thương á mấy chị ha. Món quà đầu tiên là một cái đầm len, chị nào thích cái món quà này nhớ là chế nào chia sẻ em kiểm tra đầy đủ có chia sẻ thì mới tặng ha. Anh mở phần mềm ra cho em hai chia sẻ với tặng nha. Rồi comment cho em mã số 2 kèm số điện thoại giúp em, tặng cho người comment đầu tiên mã số 2 kèm số điện thoại cho em, không đồng nhưng chị không đồng nha. Mã số 2 không đồng chị áp dụng chế nào xe live stream tặng quà cho chế nào xe live stream thôi nha. Rồi bỏ bên cho em mã số 2 không đồng, mã 2 không đồng giúp em nha. Đây bình này, mã 2 không đồng nha chị ơi, mã 2 không đồng nha. Mã 2 kèm số điện thoại cho em, mã 2 không đồng tặng cho người comment đầu tiên. Mã 2 không đồng tặng cho người comment đầu tiên nha. Rồi mã 2 không đồng tặng cho chị Chi Anh là người comment đầu tiên nhé. Không đồng cho chị. Mã 2 không đồng cho Chi Anh. Chi Anh kiểm tra chia sẻ Chi Anh giúp em. Rồi Chi Anh đã chia sẻ chưa? Chi Anh đã chia sẻ rồi đúng không? Từ em. Rồi tiếp nha mấy chị, tiếp nha. Một cái chân váy rất là dễ thương như thế này nha. Chi Anh đã chia sẻ nè. Chi Anh đã chia sẻ mấy chị ơi, Chi Anh đã chia sẻ cho đủ 2 lần cho cá nhân rồi ha. Rồi ba lần hội nhóm lọc là biết ngay là chia sẻ đủ 3 lần hội nhóm, nói chung chế nào chưa chia sẻ đủ số lần thì em sẽ lấy lại quà nha. Mấy chị chia sẻ nhiệt tình mặt tay lên. Rồi đây là một chân váy ha mấy chị, một cái chân váy siêu đẹp luôn, nhóm chị size L ha. Chân váy mặc siêu đẹp, mặc chung áo len là cực kỳ đẹp luôn, rồi mặc chung với áo kiểu là bao đẹp luôn nhóm chị. Chân váy dày dặn hàng Quảng Châu đàng hoàng nhóm chị nha, hàng Quảng Châu đàng hoàng nhé. Đó bên trong có lớp lót như thế này là nhóm chị ơi, rất là đẹp luôn. Rồi không đồng luôn. Rồi comment giúp em mã 10.000 kèm số điện thoại giúp em. Mã 10.000 kèm số điện thoại của chị ơi. Mã 10.000 không đồng nha. Mã của nó là 10.000 nha chị, 10.000 chứ phải 10k đâu nha. Comment đúng 10.000 kèm số điện thoại giúp em. 10.000 kèm số điện thoại giúp em nha. Đây không đồng luôn size L nha, size L. Rồi xuống luôn này, size L không đồng này. Rồi size L không đồng chốt cho người comment thứ 5 nha. Chốt cho người comment thứ 5. Không đồng chốt cho người comment thứ 5. Không đồng chốt cho người comment thứ 5 nha. 10.000 không đồng chốt cho người comment thứ 5.
Chị Diệu mô mấy comment, chị Diệu là comment thứ nhất nè. 30 nhóm, cảm ơn chị Ngọc Dương. Ngọc Dương ơi, cố gắng chia sẻ cho em 50 hội nhóm, em tặng quà cho Ngọc Dương nha. Tặng một món quà Ngọc Dương tự chọn ha. Nếu mà chia sẻ cho 50 hội nhóm. Rồi, 10.000 chứ phải 10k. Mình thôi chưa được, Hoàng Huy chưa được. Rồi chị Anh là người comment thứ hai. Bách Hợp Hoa chưa được, Bách Hợp Hoa comment sai cú pháp rồi. Em không được chia sẻ cho cá nhân được. Cho Hoàng Vũ là thứ ba nè. Thứ mấy, thứ 6 hả? Thứ 6. Thứ 6 hay thứ 5? Thứ 5 hay thứ 6 hả chị nhỉ? Thứ 5. Thứ 5, comment thứ 5. Thần Còi nè. Thổ Còi. Là thứ 4 nè. Thổ Còi thứ 4. Rồi, thứ 5 là đi. Comment chậm quá, chưa nay comment chậm quá. Chị Anh comment, chị Anh ấy comment 2-3 lần rồi để cho người sau nha. Rồi, tiếp, thứ 5 là đây. Từ, 5. Em cứ bát rồi dám. 10.000. Yumi đâu? 10.000 là Nguyệt, 10.000 là Nguyệt Phạm nè. 10.000. Chị Nguyệt Phạm đôi 731 nè. 10.000 là chị Nguyệt Phạm nha mấy chị ơi, Nguyệt Phạm đôi 731 ha. Nguyệt Phạm 731. Mấy chị ơi, em chơi em mà bán mini game mấy chị cho em số điện thoại đầy đủ giúp em nha. Nguyệt Phạm hả? Kiểm tra chị Nguyệt Phạm nè. Kiểm tra Nguyệt Phạm chia sẻ chưa? Kiểm tra Nguyệt Phạm đã chia sẻ livestream giúp em chưa ha? Kiểm tra liền ha, kiểm tra liền giúp em người phẩm để chia sẻ livestream chưa ha. Rồi. Để kiểm tra được chia sẻ liên tục giúp em. Bao nhiêu lượt được thông báo về. Rồi, chị người phẩm đã chia sẻ. Người phẩm đã chia sẻ 2 lần cho các nhân vào nhóm rồi ha. Rồi, chị nào có chia sẻ cho nó được quà mấy chị ha, thêm một cái trong cái zin này nha mấy chị. Thêm một cái trong cái zin, em không có hạn chế số lần nhận quà đâu mấy chị ơi. Không có hạn chế số lần nhận quà, chỉ cần mình chia sẻ livestream thôi. Là chỉ cần chia sẻ 2 lần cho cá nhân và 3 lần hội nhóm thôi ha. Còn chế nào không chia sẻ hội nhóm được, bị chặn hội nhóm á, thì mình chia sẻ 5 lần cho cá nhân giúp em. Đó, là mấy chị đều được nhận quà hết. Mấy chị chia sẻ mỗi lần cách nhau khoảng 5 phút thì mấy chị sẽ không bị chặn chia sẻ đâu nha. Mấy chị ơi, cái khách cũ của em ấy comment 3 số đôi điện thoại là như chị Nguyệt Phạm và số điện thoại đôi 731 nhá. Mấy chị đừng có tưởng là mãi nha, không phải mãi nha. Mình cứ comment theo số điện thoại của mình nha. Khách cũ của em ấy comment 3 số đôi điện thoại nha mấy chị nha. Còn khách mới nhớ để lại kèm số điện thoại đầy đủ kèm mã hàng nha. Mà số là mã gì với em? Dạ, cái này em chưa đọc mã. Cái này em chưa đọc mã mà. Rồi, em ở đây em đọc mã trong máy này nha mấy chị. Cái mã trong máy này là không đồng kèm số điện thoại đầy đủ giúp em nha mấy chị. Mã là không đồng kèm số điện thoại đầy đủ giúp em. Cái trong máy này không đồng luôn, size L đổ về mấy chị ha. ML mang được nha, ML mang được tầm 52 cân đổ về là mang ok. Rồi mấy chị ơi, comment mã không đồng kèm số điện thoại đầy đủ giúp em. Không đồng nha mấy chị nha, không đồng ha. Nhớ là quà kèm đơn dùm em nha mấy chị nào có quà nhớ kèm đơn dùm em nha. Có quà kèm đơn giúp em ha. Không đồng kèm số điện thoại đầy đủ giúp em nha mấy chị, không đồng nha, tặng cho người. Để em tặng cho người comment lên thứ mấy đây? Người comment lên thứ 9 đi. Không đồng kèm số điện thoại đầy đủ giúp em, tặng cho người comment thứ 9 nha mấy chị nha. Không giới hạn quà luôn. Em mua set mà mặt bị chọc quá chị ơi. Harry ơi, nghe kỹ dùng chỉ vòng mail nha Harry ơi. Harry mà mua set á, Harry nghe kỹ vòng mail dùng chị nha. Harry đừng có mua đại, đừng có nghe nhanh, sợ người ta chốt hàng không có đâu. Nghe kỹ còn hơn, không có mất công về mặt không vừa là buồn lắm nha. Tại vì mấy chị không có bao đủ trả hàng chọc rộng á. Em nhắn tin chị, em nói hôm nay em chưa nhận được đồ nữa hà. Ủa vậy hả Út? Nếu vậy tí xíu chị kiểm cơ nha, kiểm tra cho Út nha. Bưu điện dạo này nó đi hơi chậm một xíu. Rồi không đồng nha, không đồng tặng cho người comment thứ 9 nè. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4, 5, 6, 7, 8. Người comment thứ 9. Ồ, người comment thứ 9 là chị Nguyễn Thị Diệu. Nhưng mà chị Diệu ghi có 3 số đuôi điện thoại chưa được tính nha. Ghi có 3 số đuôi điện thoại là 817 à, không được tính nè. Vậy sẽ tặng tiếp cho người thứ 9 tiếp theo là chị Du Minh Nguyên này. Kiểm tra Du Minh Nguyên giúp em đã chia sẻ livestream chưa? Du Minh Nguyên đã chia sẻ livestream chưa? Du Minh Nguyên. Du Minh Nguyên. Rồi 749 rồi thấy rồi. Rồi 749 đã chia sẻ livestream chưa? Rồi, ok. Du Minh Nguyên đã chia sẻ livestream rồi, tặng cho Du Minh Nguyên nha. Rồi tặng tiếp cho người comment thứ 15 luôn, em đếm tiếp nha chị, comment thứ 15 luôn ha. Su Su là 10 nè. Rồi thứ 11 nè. 12 nè. 13 nè, 14 nè. 15 lại là chị Nguyễn Thị Diệu. 15 lại là chị Nguyễn Thị Diệu nha. Không đồng. Nhưng mà lần này chị Diệu là comment đủ số điện thoại rồi. 0335468817 rồi, giờ kiểm tra chị Nguyễn Thị Diệu giúp em nha.
kiểm tra chia sẻ một điều giúp em kích thẳng của nhân cá nhân cho em luôn, kích thẳng của nhân cá nhân đã chia sẻ chưa ha. Rồi bây giờ lên đồ luôn mấy chị ơi, lên đồ luôn nha mấy chị. Không né được chị Diệu, không né được chị Diệu này. Comment chỉ có 3 xu thôi, lần này comment xin phải đầy đủ rồi ha, tặng cho Diệu luôn. Đã chia sẻ rồi đúng không, 2 lần cho cá nhân rồi đúng không? Ok rồi, ok tặng cho chị mình đầy đủ luôn nha. Rồi em đây cái set đầu tiên là em đang mặc đi mấy chị, cái set đầu tiên là set em đang mặc nha. Đây em đứng để cho mấy chị coi ha. Đây set đầu tiên em đang mặc nha, rất là dễ thương đúng không mấy chị, nhìn hơi bị cute và cưng luôn đó, chế nào mang cũng được nha, chế nào mang cũng được. Nhân viên em là hơi bị nhắm nhiều set rồi đó mấy chị, nhanh tay nha. Đó em cho nhân viên chốt luôn, mấy chị nào mà chọn tay hơn chốt thì thua đó nha. Rồi mã số 1 cho em kèm điện thoại đầy đủ mấy chị ơi, chỉ nào cắt cụ. Mã 1 là cái set em đang mặc nha mấy chị, 54 cân đổ về giá 99k, chỉ áp dụng xe live stream thôi ha. Mã số 1 99k mấy chị ơi, mã số 1 99k. Set bây giờ đang lên giá rồi nha mấy chị ơi, lên giá là 101 một set nha mấy chị nha, 101 một set. Chị nào không chia sẻ đồng ý với việc là mình sẽ mua set len với giá 101 nha mấy chị. Chị nào không chia sẻ thì mua với giá 101 giùm em nha. Đó, em chấp nhận là để cho mấy chị giá như giá xỉ luôn. Nhưng mà mấy chị nhớ giùm em á, giá xỉ thì mình nhớ chia sẻ livestream tạo tương tác với bên Facebook của bên bọn em nha. Còn nếu mà bên shop của em, còn nếu mà mấy chị mà họ cảm thấy chia sẻ nó phiền phức quá thì thôi mình mua với giá 101 ha. Ok nha. Rồi bắt đầu mình chốt hàng, em chị chốt mã 1 giùm em đi. Chốt mã 1 kèm điện thoại nha mấy chị nha, mã 1 kèm điện thoại giúp em. 54 cân đổ về mét 6, 54 cân đổ về mét 6, chị là 1m55 thì 1m55 là 48 cân đổ về nha, 1m55 48 cân đổ về. Mã số 1 cho em đi. Mã 1 em xin hỏi giúp em. Mã số 1 cho Hoàng Vũ này. Mã số 1 cho Hoàng Vũ số điện thoại bên 298 này. Chị ăn một cái, chị ăn một cái, Đức Thảo một cái. Để cho đây, đó còn 2 cái em. Từ để em ghi tên cái này đã. Hoàng Vũ đuôi 298. Hoàng Vũ 298. Mã số 1. 99 không? 99 không? 99 cho em mã số 1. Mã số 1. Khách mới nhớ cho em xin thầy cái địa chỉ đầy đủ nha mấy chị ơi. Số 1 cho chị La Sô Cô này. Chị La Sô Cô này. Để em ghi tên. Dạ anh nha. La Sô Cô số điện thoại đuôi là 7, số điện thoại đuôi là 20203 này, 0901954203 này. Ừ, ghi về. Còn một cái số 1 này. Số 1 cho chị Nguyệt Phạm này. Số 1 cho chị Nguyệt Phạm đuôi 731 này. Số 1 cho Nguyệt Phạm, còn chị Hoàng Vũ gì đầu tiên á, đọc lên á. Đúng chưa? Rồi. Rất là mũi đúng không? Rồi. Ok. Rồi tiếp cho mấy chị ơi, tiếp nha. Số 1 em chốt được cho 3 chị nha. Chị Hoàng Ngũ này, chị La Sô Cô này, chị Chi Anh này và chị Nguyệt Phạm đuôi 731 là em hết nha. Là hết nha mấy chị ơi, hết rồi nha. Đúng rồi. Rồi mẫu này nha mấy chị, mẫu này nha. Rồi đẹp chưa? Rồi xích lên đuôi cám, chị ơi 55-56 cân đổ về ok nha. 55-56 cân đổ về ok, mét 6 nha chị nha, 1m55-49, 50 cân đổ về giùm em nha. Mét 55 là khoảng 50 cân đổ về. Rồi đây, 50-49 cân đổ về, chị nào ơn cái set này comment nhanh tay giúp em mã số 2. Mã số 2 kèm điện thoại giúp em nhanh tay với chị nha. Mã số 2 kèm điện thoại giúp em, hôm nay có giày nha mấy chị. Hôm nay có giày búp bê với lại được dép Quảng Châu á, rất là đẹp ha. Giày dép Quảng Châu cực kỳ đẹp luôn. Đó, rồi tí nữa em lên cái này xong em sẽ lên giày dép cho chị ha. Rồi mẫu này, chị nơ mẫu này chốt mã 2 nha tay giúp em. Mã 2 nha chị ơi, 55-56 con đổ về bao đẹp nha chị. Mẫu này có nhiều màu, cái áo em đang cầm là màu kem nha. Chốt mã 2 kem giúp em. Mã 2 kem giúp em nha, 2 kem. Mã số 2 kem giúp em này. Mã số 2 mã nha. Mã 2 kem. Mã 2 được rồi, mã 2 đi. Mã 2 có 1 cái à? Mã 2 có 1 cái thôi. 2 có 1 cái, còn mã 3. Rồi, mã 2. Mã số 2 có một cái em chốt cho chị Thủy Tiên Bảo Lộc nè. Mã số 2 cho chị Thủy Tiên Bảo Lộc này. 2 cho Thủy Tiên Bảo Lộc. Chị Thu em hết em có một cái thì chị Thu chưa được nhé. Rồi mã số 3 đi chị ơi, mã số 3 cái này mà em mặc thử được nha. Không có đóng. Có thể nói ra chị mặc thử được không? Cho chị thay được không? Rồi. Mã số 3. Mã số 3. Khỏi đi. Rồi mã số 3, mã số 3 nhiều nha. Cái nào cũng đẹp, cái nào cũng đẹp hết thể. Mã số 3 này siêu đẹp luôn á. Để em lấy cho.
Đây mã số 3 với chị, mã số 3 có hai màu giùm em. Số 3 với chị giống vậy luôn nhưng mà có màu khác. Số 3 có màu trắng và màu đỏ đô. Màu đỏ rủ nha mấy chị nha. Cái này gọi là đỏ rủ, áo y chang áo em đang mặc luôn. Nhưng mà nó màu đỏ rủ nha mấy chị. Còn yếm của nó là yếm đuôi cá nha. Chị nợ cái màu này 55 56 cân đổi về 1m6. Còn 1m 55 là khoảng 50 cân đổi về nha. Và 40 cân đổi lên mấy chị ha. Tại vì sức lên nó co giãn cực kỳ đã luôn. Nó có hai đưa lên kẻ khác của đường mà đưa lên. Nó có hai màu. Áo dùng cái này đi. Áo dùng cái này thôi. Rồi này nó có hai màu nhóm chị, có hai màu nha. Rồi cái áo của nó màu trắng. Còn men em số 3 trắng và số 3 đỏ với bên. Ba trắng ba đỏ ha. Ba trắng ba đỏ với bên. Ba trắng ba đỏ. Đỏ này đỏ rủ nhóm chị, đỏ rủ nha. Ba trắng ba đỏ với bên. Ba trắng ba đỏ nha. Em có ghim giá cho em. À chưa ghim giá. Chị nào cho em mà chồng game đi. Em mong. Xe lên 99k nha. 99k chị áp dụng chia sẻ là chim thôi. Còn số 3 nào, em chốt số 3 nha. Chị thì đồng ý với giá 101 dùm em nha. Tại vì xe lên thì đang lên giá. Hari nè. Hari số 3 đỏ rượu nè. Rồi 3 đỏ và 3 trắng dùm em. Hari nè. Số 3 đỏ rượu 99k nè. Anh ơi 3 trắng là xe khác mà. Ủa? Xe khác mà. Chị mới khác. Cái này mà khác. Ủa? Mà khác rồi. Bây giờ cứ chốt số 3 đỏ rượu cho em đi. Cái kia. Đó. Lột hết ra đi. Đó. Lột hết ra. Lột mấy cái trắng ra đi luôn. Cho nó khỏi nhầm. Lột đi. Rồi, ba trắng đây. Ba trắng đây nha mấy chị ơi. Áo cha này mặc luôn ha. Rồi, ba trắng đi ha. Rồi, để nào chốt ba trắng cho em đi. Còn cái ba trắng bên trên kia không? Đúng rồi. Đây ba trắng. Ba trắng cho chị Su Su nè. Ba trắng cho Su Su nè. Ba trắng cho chị Nguyễn Cherry đuôi 1516 nè. Chị Nguyễn Cherry cho em xin thêm địa chỉ nha chị ơi. Ba trắng cho Nguyễn Cherry luôn ha. Rồi tiếp nhân tay chị ơi, ba đầu rù, chị nó lấy ba đầu rù nữa. Comment ba đỏ giúp em nha. Và wow, mấy chị lấy trắng nhiều nhờ. Bao nhiêu ký vừa? 56, 55 cân đổ về. Nhưng mà phải 1m6 mấy chị nha. Còn chị nào 1m55 thì khoảng 50 cân đổ về thôi nha mấy chị ơi. Sẽ lên coi giảm cực kỳ luôn. Còn chị nào mà tầm 1m5 thì 40 cân đổ về. Nói chung là 40 cân đổ lên tới 56 cân nha mấy chị ơi. Chị nào mấy chị trừ cân nặng thì dùm em nha. Trừ cân nặng đi. Ba trắng em hết rồi. Mấy chị nào có lấy em lấy ba đỏ không? Ba đỏ cho chị Lê Huyền Mai Thi nè. Ba đỏ cho Lê Huyền Mai Thi, ba đỏ cũng gần hết nha mấy chị nha, ba đỏ ba hết. Đỏ chị Lê Huyền, ba trắng em hết rồi nha. Ba trắng em chốt được cho chị Su Su 693 và chị Nguyễn Cherry nha. Chị Nguyễn Cherry cho em xin thêm địa chỉ nè. Ba đỏ thôi. Ba đỏ cho chị Lê Huyền Mai Thi nè. Ba đỏ cho Lê Huyền Mai Thi nha mấy chị ơi. Harry. Harry có ba đỏ rồi em nha. Đỏ đẹp lắm mấy chị ơi, tí nữa em thử củ đỏ cho mấy chị xem. Có phải chị Lê Việt Mai Thi hôm qua má là còn shop thiếu một chị cái thứ dây đúng không? Đúng. Ừ, bữa trước để trên bàn mà quên cho vô. Nó, ghi từ thuốc dây vô. Rồi xích lên này nha mấy chị, xích lên nha mấy chị ơi. Xích lên này vô mùa lên giá 101 một xếp nha chị nha. Nhưng mấy chị nhớ dùm em là chị nào xe la chim thì vòng giá 99k. Nhưng mà mấy chị ơi, chị nào mà không chia sẻ là chim đồng nghĩa là mình đồng ý mua cái giá 101 cho mấy chị nha. Ba đỏ. Thế nên bây giờ giá nó là giá 101 á. Ba đỏ em chốt cho chị Đỗ chọn nè. Cho nên mấy chị nào chưa chia sẻ, quay ra chia sẻ là chim đồng nghĩa. Chị Đỗ chọn đôi 591 nè. Đỗ chọn 591 99k nè. Rồi, chị nào hơn cái set này cầm bên nhanh tay giúp em mà của nó là mã 12. Mã 12, 54 cân đổ về. Mã 12, 54 cân đổ về. Rồi xong. Ba đỏ cho Du Minh Nguyễn này, chế nào lấy ba mã ba đỏ em còn này, chế nào lấy ba đỏ comment ba đỏ cho em nha. Rồi. Xét vừa rồi đây là mã 12 nha, 99k nha. Rồi, mã 12 đúng không? Đúng rồi, mã 12 99k. Mã 12 99k, áp dụng xe la chim nha. Kim giá đi em. Rồi, comment lên không? Rồi, comment cho em ghim giá quá trời em. Ok, cảm ơn chị Tiến Hà nha, để em ghim nha.
Nhưng mà em ghim thì thường mấy chị sợ mấy chị hiểu lầm á, tại vì chị nào không có chia sẻ livestream á thì hoặc là giá trăm mốt á, tại vì xếp lên bây giờ giá nó là trăm mốt. Còn em chỉ bán á, bán xỉ cho chị nào mà chia sẻ livestream thôi, có nghĩa là bán lẻ và giá bằng cái giá xỉ luôn, chỉ dành cho chị nào xem livestream ha, tức là mấy chị giống như đang lấy xỉ của em luôn á, đó là giá 99.000 nha. Còn chị nào không có chia sẻ thì hoặc là giá trăm mốt với chị ha, tại vì con mùa bây giờ xếp lên nó lên giá đó. Em có xếp yếm nha. Rồi cái set này ba đỏ sọc. Ba đỏ cho chị Tú Trinh Thi nè. Rồi chị nào lấy sọc comment mã sọc giúp em nha, comment mã sọc. Rồi chắc mã sọc giúp em, mã sọc là 52 cân đổ về mét 6. Còn mét rưỡi, mét 55 thì khoảng 47 cân đổ về nha. Mét 55 47 cân đổ về, mét 6 52 cân. Rồi comment mã sọc giúp em, mã sọc hơi bị stin luôn với chị ha, hơi bị stin hơi bị cân. Nhớ là xe like kim giúp em nha, các tình yêu ơi, đằng sau có set bà luôn ha. Cực kỳ dễ thương. Rồi comment nhanh tay giúp em nha, 52 cân đổ về, mã sọc. Mã sọc, comment mã sọc giúp em. Đây mã sọc này, 52m6 47 cân mét rưỡi, 47 cân mét 55 chứ 47 cân mét 55. Má sọc rồi mấy chị ơi, má sọc nha. Má sọc 99k rồi em. Đúng rồi, mã sọc 99k. Má sọc 99k đây mấy chị ơi. Má sọc 99k mấy chị nha. Comment sọc nhanh tay giúp em. Ồ, cái set cho mới dài bao đẹp luôn. Set cho mới dài bao đẹp luôn mấy chị. Đây, dài này mà mùa lạnh là mặc đúng bài luôn mấy chị. Chân nó không bị lạnh ha. Đó, vô mùa là đi tìm cái chân váy nào bị khó luôn. Một chân váy này không là bán giá 75.000 rồi đó mấy chị. Một cái chân váy này không bán 75-85.000. Một chân váy len ha mấy chị ha. Nguyên một cái set màu đen luôn. Đó, vậy thôi cho. Cực kỳ cân luôn mấy chị ơi. Cái áo đen len đen này tay của nó tay ngắn nha. Mấy chị có thể phủ chung cái áo len mặc bên trong được tay dài. Hơi bị cưng luôn ha. Rồi nguyên một cái set này 52-53 cân đổ về là coi giảm thoải mái luôn. Mét 6-53 cân đổ về. Rồi comment cho em mã đây là mã đen nha chị. Comment mã đen, chốt mã đen nhanh tay lên nha. Mã đen, comment mã đen nhanh tay lên giúp em ha. Mã đen Ngọc Ngọc. Xem mặc hết rồi nha mấy chị. Ngọc Ngọc này khách mới này đúng không? Khách mới phải cho thông tin mới chốt hàng được. Xem em mặc hết rồi. Chốt sập đi anh. Sập, sập cho Du Nghi Nguyễn nè. Sọc cho chị ăn nè. Chị Oanh Nguyễn, Oanh Nguyễn không em chưa biết, khách mới khách cũ nè. Trần thì Dung cũng vậy nè. Mấy chế ơi, chế nào khách mới comment cho mã số kèm số điện thoại, còn khách cũ thì cho em mã số kèm ba số đôi điện thoại nha. Mai xếp sọc em chốt cho chị Nguyễn Luyên này. Xếp sọc cho chị Nguyễn Luyên đuôi 6592 nè. Chị Nguyễn Luyên cho em xin thêm địa chỉ nha chị ơi. Xe live chim này mấy chị. Chị Nguyễn lên cho em xin thêm địa chỉ nha. Mấy chị xe live chim mảnh tay nha. Xe live chim mảnh tay giúp em ha. Xe nhiệt cần vô nhóm chị. Đây là xe len đuôi cá ha. Xe len đuôi cá. Mấy chị ơi, chị nào khách mới comment cho em mã số kèm số điện thoại em đi chốt được nha. Chị Anh Nguyên với cả chị Ngọc Ngọc là em chưa chốt được cái nào hết nha chị ơi. Chưa có số điện thoại em chưa chốt được nha mấy chị nha. Khách mới comment cho em mã số kèm số kèm số điện thoại này. Khách cũ thì mã số kèm số đôi điện thoại này. Duyên, chế Duyên lại Duyên số điện thoại đuôi 3407 mã đen nè. Đâu? Mã đen chị đến đây. Mã đen em chốt cho chị Duyên nè, số điện thoại đuôi là 3407 nè. Chị Duyên cho em xin thêm địa chỉ, những người nào anh xin thêm địa chỉ có rồi. Bà sọc ngon học chơi địa chỉ trước kìa. Địa chỉ trước kìa. Từ. Rồi màu này nha mấy chị ơi. Chị nào lấy màu này comment nhanh tay giúp em này. Đuôi cá rất là xinh ha. Đuôi cá rất là xinh luôn. Ok, chị Ngọc Ngọc có, chị Ngọc Ngọc có má sọc nè. Comment mã em đang cầm là mã số 5. Mét 6 55 cân đổ về mã số 5. Mét 6 55 cân đổ về mã số 5. Mã số 5 nha, bao đẹp. Mã số 5. Xét yếm mã số 5. Ghi mã số 5 đây kìa. Mã số 5. Mã số 5 nha. Quần 12, quần 12 ship 25k nha chị ơi. Xét đèn đủ cả mã số 5. Xét len đuôi cá mã số 5 đúng không? Đúng. Số 5, mã số 5 cho chị Nga Thị nè. Chị Nga Thị số điện thoại đuôi là 1373 nè. Chị Nga Thị cho em xin thêm địa chỉ nha. Đâu rồi. Đấy xin chị ơn nha.
Số 5, số 5 cho thuật còi nè, số 5 cho hoàng kiếp nè, em hết số 5 nha. Rồi mẫu này nha chị. Mã số 7 mới đi nha, để gần với chị coi cho cái len này nha, chiếc len này siêu đẹp. Mặc cái này màu đen lắm nha mấy chị, mặc rất là màu đen ra, rất là dễ thương luôn mẫu này. 52, 53 cân đổ về. Mét 6, 53 cân đổ về. Mã số 7 nha chị, xét cái mã số 7 chân với dài qua gối cực kỳ đẹp, có xẻ tà. Mã số 7 54 cân cũng ok mấy chị, 54 mét 6. 54 cân mét 6. Mã số 7 hai set. 54 cân mét 6 mã số 7. Ok chị Nga thì có nè. 54 cân mét 6 mã số 7. Chị Duyên đã inbox. Ok, cảm ơn chị nha. Xét sọc em hết rồi nha mấy chị ơi. Số 5 thì Linh Cúc chưa có nha. Ngoài tiếp nha. Cơ dẹp thoải mái rất là đẹp mấy chị. Chân váy siêu đẹp luôn. Okay. Nhìn là muốn mặc rồi. Rồi mã số 10 55-56 cân 1m6 mã số 10. Mã số 7 chị Nguyễn Chín nha hả em? Dạ chị Chín đồng giá hết. Mã số 7 của chị nào lấy số 7 comment số 7 lên cho em này. Áp dụng chia sẻ là chi? Số 5 chị Hiếu Ngô chưa được nha. Số 5 em hết rồi, chị Hiếu Ngô chưa được này. Rồi chị nào lấy cái mã này chốt mã số 10 giúp em. Mã số 10 chân váy siêu đẹp, chân váy len siêu đẹp siêu cấp luôn, dày lắm. Chân váy dày và đẹp cực kỳ. Rồi mã số 10 cho em xuống số 10 luôn. Chị nào lấy số 10 chốt mã số 10. Số 7 cho anh Nguyễn nè. Số 7 cho anh Nguyễn này, chịu anh Nguyễn nè. Số 7 cái gì à? Số 10 cho chị Ca Mít Trương nè. Số 7 cho chị Oanh Nguyên một set nè. Số 7 cho Du Minh Nguyên nè. Số 7 cho Bách Mộc nè. Bách Mộc đi. Số 10 cho chị Ca Mít Trương. Số 10 có một set rồi em. Số 10 cho chị Ca Mít Trương là em hết số 10 nha. Số 11 giống số 10 nhưng mà chân váy màu đen nha. Số 11 giống số 10 nhưng mà chân váy màu đen. Số 11 55-56 cân đổ về 1m6. 1m6, 55-56 cân đổ về 1m50 cân. 1m55-50 cân, sorry mấy chị. 1m55-50 cân. Rồi comment cho số 11. Chị Oanh Nguyên số điện thoại đuôi 777 cho em xin xem địa chỉ nha chị ơi. Có địa chỉ rồi. Chị Nguyễn Liên rồi lấy chốt được một mã của em cho em xin thêm địa chỉ chưa nhờ? Em xem mặt hết rồi. Xem mặt hết chị nha, thường thường xem mặt lại bán đầu tiên ha. Cho nên xem mặt không còn. Thường thường xem mặt bán đầu tiên. Xem mặt hết nha mấy chị nha. Wow. Cái đầm sơ mi. Wow. Đây là một cái set len, bên ngoài là len, bên trong là sơ mi mấy chị nha, bên trong là sơ mi sọc, rất là dễ thương luôn. Đây em sẽ phối vô cho mấy chị coi ha, cái sơ mi này cực kỳ dày. Cái đầm sơ mi này không may mắn, em bán đi là 120 rồi nha mấy chị, chất đẹp giả mang luôn á. Chất đẹp giả mang, mấy chị giả mang con ngang luôn. Cái chị Nguyễn Liên á, cái sọc á. Cái chân kỳ đó. Thế nào chị chơi thì chị cho vòng 2 phút thì em sẽ tự động luôn cho cái khác nhé. Chị Nguyễn Liên chưa có xếp sọc. Nguyễn Liên chưa có xếp sọc, Nguyễn Liên chưa cho em thì chị này em bỏ xếp sọc ra rồi nha. Bây giờ để xếp sọc em nhường cho chị khác nha. Xếp sọc em tí em sẽ nhường lại cho chị khác. Rồi chị nói ơn cái xếp này comment nhanh tay giúp em. Xếp này 65 cân đổ về cũng ok luôn. Nói chung là nó là không xuông nha mấy chị. Bầu biển thì bông kim vô tư nha. Bầu biển là vô tư đi đằng sau này. Đó đằng sau đi không ok. Chị Nguyễn Liên có địa chỉ nào đấy đây. Rồi, ok chị ơi, chị nào khách mới cứ làm bên em nhớ cho em địa chỉ nha. Chị nào có địa chỉ là có hàng nha với chị nha. Cứ có địa chỉ là có hàng nha với chị ơi. Thôi chị dễ thương ha, mua đi ha, thôi chị mua đi luôn. Rồi chế đơn cái này comment liền mã cho em là mấy chị ơi, mã cho em mã số 20. Comment mã số 20 kèm số điện thoại giúp em. Mã 20 kèm số điện thoại với chị yêu nha. Mã 20 giúp em quá đẹp luôn, 65 cân đổ về ok luôn. Và 45 cân đổ lên với chị ha, bộ biển con kem vô tư nha, bộ biển con kem vô tư. Đây mẫu thì rất là cưng. Chỉ nào mà 45 cân thì mặt sẽ thành form của nó là form xuông nha mấy chị, form rộng á. Dành cho trường chế nào thích form rộng ha, chứ 65 cân đổ về ok luôn rồi em xuống cái set này luôn. Mã 20 giúp em, mã 20.
Chị nói lấy 20, chốt 20 nha. Chị gấu veo chưa có mã số 5 nha. Chị gấu veo có địa chỉ cho điện thoại rồi, cứ chốt mã sau cho em nha chị ơi. Mã 20 nè. 20. Mã 20 đúng không? Chị an tâm, chưa có số điện thoại địa chỉ em chưa chốt được nè. Mã 20 đâu, hiểu không? Mã 20 em chốt cho chị Hương Trần đuôi 482 nè. Mã 20 cho chị Đỗ chọn đuôi 591 rồi em hết nha. Cái áo không là đủ thấy ghiền rồi mấy chị ơi. Cái áo trong cái set len không là thấy đẹp rồi mấy chị ha. Áo cực kỳ đẹp luôn. Bao nhiêu tiền? 99. Áo cực kỳ đẹp. Áo cực kỳ đẹp. Rồi chị nào lấy set này, chị nào lấy cái set này comment nhanh tay giúp em này. Mấy chị comment nhanh tay giúp em. Cái set này là mã của nó là mã số 4 nhá. 1m6 54 cân đổ về mã số 4. Mã số 4. Mã số 4, 1m654 cân đổ về, chốt mã số 4 cho em. Em xuống mã số 4 nhé. 1m654 cân đổ về mã số 4. Xuống mã số 4 nhé. Mã số 4 cho em. Chị Anh, chị Anh Nguyễn hồi nãy chốt được mã số 7 nè. Chị Anh Nguyễn có điện thoại đuôi 4777. Nhớ cho em xin thêm địa chỉ nha chị ơi. Chưa có địa chỉ là chưa chốt được hàng bên em đâu nha chị nha. Mã số 4 nè em. Dạ, mã số 4. Mã số 4. Đâu anh, cái nào, đây hả? Đúng không? Mã số 4 này, em chốt mã số 4 nha. Em chốt mã số 4 này. Mã số 4 cho chị gấu beo này. Mã số 4 cho chị gấu beo đuôi đuôi 7401 này. Chị gấu beo này. Mã số 4 em chốt cho chị nữa là chị Hà Phạm này. Chị Hà Phạm đuôi 5811 này. Chị Hà Phạm cho em xin thêm địa chỉ nha chị ơi. Chân váy dài qua gối nha mấy chị, chân váy dài qua gối rất là dễ thương luôn, hình theo ở đằng trước như vậy nha mấy chị, cực kỳ cưng ha. Rồi chị nào ưng cái set city này, chân váy dài qua gối nha chị, bao đẹp, mét 6, 54 cân đổ về, 55 cân đổ về luôn, co giãn thoải mái cực kỳ. Mặc set đen là mấy chị sẽ khoe được ưu điểm của ba vòng nha chị, vòng 1, vòng 2, vòng 3 luôn ha. Đó, nhất là màu đen, chỉ là vòng 2 là có to á thì đừng có lo, nó sẽ không bị lụt nhục điểm nha mấy chị, yên tâm. Rồi chị nào ưng cái set này chốt nhanh cho em 22. Mã 22, 1m6, 54, 55 cân đổ về mã 22, chốt 22 cho em xuống 22 nha, xuống mã 22. Ok, ok nha, chị gấu veo có địa chỉ rồi, cảm ơn chị này, chị Hà Phạm có địa chỉ luôn này, cảm ơn chị nha, cảm ơn hai chị nhiều nha. Mấy chị nhớ nha, thế nào cứ có địa chỉ là mình có hàng nha, mấy chị yên tâm nha, ngày mai nha, có nhân viên gọi chốt hàng cho mấy chị nha. Chị sao chị, chị inbox nha gái ơi, chị inbox nha, nhưng mà để lô sau nha. Ừ, để lô sau, đô này hết rồi. Lô này chị tắt chị hết rồi. Đúng rồi, lô này em hết rồi. 22 cho Nguyễn Thị Diệu nhá. Thấy bé Phi nhá, thấy bé Phi nhá em nhá. 22 cho Nguyễn Thị Diệu này, chén nào lấy 22, comment 22 cho em. Mùa này kết nhất là cổ lọ mấy chị. Mùa này cổ lọ cực kỳ đẹp. Em đang kiếm cổ lọ này. Càng nhiều cổ lọ càng tốt chị ha, cực kỳ đẹp luôn mang về. Đang kiếm lô cổ lọ về. Đó, mùa lạnh mà mặc cổ lọ là nhất luôn á, đỡ phải mặc áo khoác, đẹp cực kỳ. Rồi, chị nào ưng set này. Set này 1m6 52 cân đổ về. 22. Chị Ruby Khánh An chưa có số điện thoại em chưa chốt được này. Chu Mi Nguyên mã 22 này. Chị Anh mã 22 này. Chị Huỳnh Thị Tố Nhi mã 22 nhé. Huỳnh Thị Tố Nhi cho em xin thêm địa chỉ nhé chị ơi. Rồi 1m6, 1m6, 1m6 52 53 cân đổ về, 1m55. Là 48, 47 cân, 47 cân cho thoải mái chị nha, mấy 55, 47 cân. Rồi comment nhanh cho em là mã số. Chưa đọc mã hả? Chưa. Mã 28, mã 28 của chị có một set không? Ờ, hai set không? Mã số 28. Mã số 28 giùm em. Mã số 28 số lượng ít. Comment mã 28 lên tay nha chị. Mã 28. Ok, chị Huỳnh Thị Tố Nhi có địa chỉ rồi này, cảm ơn chị nha. Mấy chế nào cứ để là địa chỉ rồi chốt hàng tiếp bên em luôn cũng được mấy chị nha. Chị nào có địa chỉ rồi cứ đi chốt hàng lên bên em nha. Mã 28. Mã 28 kêu nha, mã 28. Đây thêm một set nữa cực kỳ cưng luôn, cái set này mặc hơi bị đẹp nha mấy chị, lên dáng hơi bị xinh ha. Lên dáng đẹp lắm. Mà rất là quyến rũ luôn, trên cái dài cầu gối ấm áp. Mã 28 này. 28 em chốt cho chị Hà Phạm này. 28 chị Hà Phạm. Rồi set này 28 cho chị Nguyễn Cherry này. Nguyễn Cherry 28. Em hết 28 còn không? Hết. Hàng chết rồi.
Rồi chị nâng cái set này comment nhanh cho em mà 30. 1m6, 54, 55 cân đổ về luôn. Và 42 cân đổ lên. Comment mã 50 giúp em. Mã 50 nha chị nha. Mã 50 siêu đẹp. Mã 50 siêu đẹp. Em hết 22 rồi chị bấm 1 ơi. Em hết 22 rồi nha. Chị bấm 1 chút mã 50 giúp em đi. 50 có đẹp. 50 đẹp này. 50 siêu đẹp luôn, đảm bảo đẹp. Cam kết đẹp với chị đẹp từ chất lên cho đến kiểu giá 101 với chị ha. Đó, chế nào kiểu chia sẻ là chim chỉ còn 99k. Chừng chế nào không xe là chim thì vẫn có giá 101 bình thường cho em ha. Giá 101 không có mắc với chị nha, giá 101 là siêu rẻ luôn á. Vô mùa mà sẽ lên 101 là siêu rẻ. Nhưng mà chế nào xe là chim chỉ còn 99 thôi là giá xỉ luôn ha. Xe là chim là được giá xỉ. Rồi, mã 50. Comment mã 50 nhanh tay giúp em. Chia sẻ là chim là còn giá xỉ 49 nhé. Còn một xe 101. Chốt 50 nhanh tay giúp em ha. Mã 50, mã 50 là cho em một gáo. Mã 50 em mặc trùng thử cho mấy chị coi đi. Chị gì cũng phải xin chị mặc cái gì. Em mặc lông cho mấy chị coi luôn ha. Chị là bị đẹp luôn á. Chị chi hiếm nên mình tích cốt được thằng nhà hàng với mình chưa ta? Ok rồi. Ok rồi đúng không? Ừ. Ok mà. Chị gì đó, đến lâu rồi. Chi hiếm. Mã 50, 50 cho chị chi ăn nè. 50 cho chị chi diễm đôi 474 nè. Cái 50 là 10. Em cái chân mấy hả? Em cái chân mấy hả? Bố. Trời đẹp quá. Em cái chân mấy hả? Em cái chân mấy cho em. Chúng chân mấy đúng rồi nha mấy chị coi mà. Đây, đây nó thả mặt là em thích mặt rồi. Em mặc cái chân. Dễ thương quá à. Cưng quá à mấy chị. Đó mấy chị thấy chưa? Nó sẽ lên gì đâu mà nó cưng quá là nó cưng cái này rồi. Cho mấy chị mặc đi đôi em mấy chị mặc test nha. Dễ thương là dễ thương luôn ha. Rồi chốt mặt 50 đi. Mặt 50 ha. Chị Kim Anh Nguyên chưa có số điện thoại thì chị chưa chốt được mã 50 bên rồi, em nè. Số mã 50. Chị Hoa Lê chưa có mã 22 nhưng mà có số điện thoại thì chị rồi chốt mã sau giúp em nha. Mã 50 cho chị Nguyệt Phạm nè. 50. Mã 50 cho chị Nguyệt Trần đuôi 6565 nè. Và mã 50. 50 cho chị Huyền Barbie là em hết nhá. Chị Huyền Barbie để lại địa chỉ giúp em nha chị ơi. Thấy 50 em qua 51 cái gì? 51 chị có một set một thôi màu rêu nha mấy chị. 51 chỉ có một set một màu rêu thôi. Đây, chị là con 51, chốt 51 nhanh tay cho em. 51 cân cũng vậy nha chị ơi. Số cân của chị 1m6 và 55, 56 cân đổ về hết. Đây, 1m6, 55, 56 cân đổ về. Chốt 51 cho em luôn. Mà 51 màu rêu. 51 màu rêu mấy chị nha. Màu rêu ngọt ngào dễ thương. Chế nào yêu màu rêu, mình hút màu rêu liền. Màu rêu ngô đen rất là xịn và đẹp. Rồi, màu rêu cho em luôn. Rồi, xuống rêu luôn nè. Quá dễ thương luôn chị ơi, mặt cực kỳ dễ thương ha, cực kỳ dễ thương. 51 màu rêu, một set một. 51 màu rêu, một set một. Nhanh tay thì được mà chập tay là mất liền rồi mấy chị ơi. Đây em nói thật mấy chị, tủ chết liền luôn á. Cái áo len này đợt mới, đợt trước về một mình cái áo này thôi là giá của nó là giá 85 một cái nha chị nha. Áo len này 85 một cái á. Đây, đợt về một mình nó là 85 một cái. Đúng rồi chị, chi Diễm có địa chỉ rồi này. Em chốt mã 51, 50 em hết rồi nha mấy chị ơi. 51 cho chị Kim Anh Nguyên này, số điện thoại đuôi 500 này. Chị Kim Anh Nguyên cho em xin thêm địa chỉ nha. Chị Thủy Lê chưa có số điện thoại em chưa chốt được này. Đây nguyên một set luôn mấy chị. Áo không là 85 ngàn một cái nha, nguyên một set. Nguyên một set luôn mấy chị giá 99k à, nha. Nguyên một set giá 99k. Cái chân váy này cũng to mấy chị. Chân váy này có vẻ to, chân váy này là size XXL. Size XXL. 51 cho Kim Anh Nguyên đôi 500 này. Và 51 cho chị Thanh Hằng đôi 025 nha. Cái set này 58 con đủ về mà ok luôn mấy chị nha. 51 cái thôi, 51 có một cái. 51 có một cái thôi. Không ăn nóng. Nói lại mấy lần luôn á. Phải không? Sorry. Ô, 51 em mới chốt chưa được cho chị Kim Anh Nguyên số điện thoại với 500 thôi nha. Sorry với chị nha, 50 em hết rồi với chị ơi. Cái chân váy này là 60 cơ, 58 cân đủ về với chị nha. Chân váy này nó có độ co giãn và lưng của nó rộng luôn ha. Có độ co giãn luôn. 58 cân đủ về luôn với chị ơi, 58 cân đủ về. Chị nói ơn cái set chân váy này comment liền cho em nha. Chị với chị ra comment mã cho em là mã 60 đi. Chốt mã 60 giúp em. Mã 60 nha mấy chị. Chốt mã 60 một set nha. Chị Kim Anh Nguyên cho em xin thêm địa chỉ nha chị ơi. Mã 60. Kim Anh Nguyên, thế nào có địa chỉ gọi em chốt là có. Chỉ cần có địa chỉ là có hàng nha mấy chị ơi. Có địa chỉ là có hàng nha. Mã 60 đúng không? Mã 60. Mã 60. Chị nói là 60 chat 60 lên đi giúp em ha. Chốt 60 lên đi.
Ok này, chị Kim Anh Nguyên có địa chỉ rồi này, cảm ơn chị nha. Áo cái áo mặt 60 là đợt trước bán 85.000 một áo đó mấy chị. Áo đó hàng xốp, có tem mặt đầy đủ hàng xốp nha mấy chị nha. Rồi tiếp cho mấy chị, đem tiếp xếp cho váy đuôi cá nha. Xếp đen cho váy đuôi cá. Cái này là 51. Quá. 50 là cái màu xanh dương, 51 là màu xanh lá. Nha thì mình màu rồi. Đó này nha, chốt cho chị anh Kim Nguyên rồi mà. Dạ, đổi bọc Kim Anh Nguyên. Không ăn như một hả? Ừ. Đổi bọc rồi. Rồi, chị nào có cái hiếm này comment nhanh tay giúp em nè. Hiếm này comment mã bao nhiêu nhỉ? Bọn em đang mặc hết rồi mấy chị ơi. Cái mã có đôi môi là mã 60 nhé. Chị nào lấy 60 comment 60 cho em nhé. Còn cái mã này cũng chị comment cho em mã 65 thì được ạ. 50 chị Vị. Em muốn mã mà không vừa. Ok nha. Vậy mã 50 em còn một bộ này, chị nào lấy 50 comment 50 lên kèm 50 kèm số điện thoại cho em này. Mà ok 65. Này 50 cho chị Bao Thiên này, Bao Thiên số điện thoại đường 1667 này, Bao Thiên cho em xin thêm địa chỉ nha. Lấy cái bao lấy cái củ mà 65 1m6 55 cân đổ về 1m55 khoảng 50 cân mấy chị ha. 1m55 50 cân. Đổ về nha chị, cứ 50 cân đổ về là ok. Đúng với chế nào mà 1m55 còn 1m6. 1m6 là khoảng 55 cân đổ về nha mấy chị. Nghe em đọc rõ số cân nha, tại vì nhiều chế không có quen nghe đọc số cân á, xong rồi mình mua về bị chọc bị rộng á thì bên em không chịu trách nhiệm nha. Bên em không bao đồ trả hàng chọc rộng cho nên mấy chị ơi, mình mua trên livestream mình nghe rõ rõ thì kỳ giúp em một chút xíu nha, tại vì em cho thông tin rất là rõ luôn. 1m6 thì 55 cân đổ về, còn chị nào mà 1m55 thì 50 cân đổ về. Rồi comment cho em mã 65. 60. Mã 60 đôi môi em chốt cho chị an tâm này. 65 nha chị. An tâm này. Cho Yumi Nguyên nữa nè, 65 thế nào? Set em đang mặc hết rồi mấy chị ơi, set em đang mặc là hết rồi nhá. Em Nguyễn Ngọc phải xem mặc còn không nhỉ? Set mặc hết rồi, rồi 65 rồi đúng không? 65 thế nào lấy 65 comment 65 cho em nha mấy chị ơi, 65 set thủ rêu nha đẹp nha. 66, chị nào lấy số 6 chát mà số 6 lên cho em luôn. Comment mặc số 6 lên cho em nha, số 6 là 1m6 khoảng 56 cân đổ về ha. 1m6, 56 cân đổ về. Gần hết cái này rồi mấy chị chắc nhanh tay lên nha. 55kg cao 1m57 được không em? Được nha chị ơi, 55kg 1m57 mặc được nha chị nha. Rồi, comment nhanh tay cho em mã 50. 66. Mã số 6, mã số 6, mã số 6, xuống số 6 nha, số 6 có một set thôi. 66, 99k. Em ghi giá mấy chị nhé. Mấy chị ơi em bán cái giá 99k này là cái chế nào mà đã chia sẻ ra nhà em chế độ công khai nha. Còn những chế nào mà em lọc chia sẻ mà chưa chia sẻ là giá của nó là hiện tại là 101 một cái nha mấy chị nha. Mấy chị nhớ chia sẻ like cái độ công khai giúp em nha, là được giá 99k nha mấy chị ơi. Xếp em vải lên em nắm vải xếp len hết nha mấy chị ơi. Xếp len, xếp len. 66. 66 rồi đúng không? 66 rồi. Xếp 66 không còn áo len dài hả? Rồi mẫu này số 6 là tay ngắn nha. Xếp số 6 là tay ngắn. Set 66 cho chế Nhung BH Nguyên này, số điện thoại đuôi 5378 này. Chị Nhung BH Nguyên cho em xin thêm địa chỉ nha. Hồi nãy chưa có chị Bảo Bao Thiên. Chị Bao Thiên cho em xin thêm địa chỉ nha chị ơi. Đổi cho chị mã 50 sang 66. 66 em hết rồi chị Bao Thiên ơi. Thôi bỏ mã 50 của chị Bao Thiên ra cho anh luôn. Đây nè, đưa cho em đi. Rồi ok. Rồi. Rồi 50 chị Bao Thiên, thôi em hủy chị gì Bao Thiên của chị 50 nhé. Chị không ưng cứ bảo em hủy cho không cần đổi nha chị ơi. Chị nào không ưng báo hủy rồi chọn và xếp khác cho em nha mấy chị. Chứ không cần đổi đâu. Ờ đồ nó lộn xộn đó. Nói chung là bên em đồ lộn xộn lắm nên bên em không cho đổi trên livestream nha. Rồi chị nào ưng cái mẫu này comment nhanh tay giúp em là mã 70 này, chốt mã 70 giúp em. Mã 70. Rồi mã 70 m6 52 cân, comment mã 70 giúp em, m6 52 cân. Comment mã 70 nha, mã 70 m6 52 cân. 70 là mét 6 52 cân nha.
Mét 6 52 cân, cầm lên là 70 cho Pem. 366 em hết nha. Có cao 1m7 bằng vừa không? Cao 1m7 thì mình mặc vừa trong gối nha mấy chị nha. Không mấy set á, cái đầm là mình mặc vừa trong gối nhé. Trong váy nó dài lắm, chị yên tâm ha. Trong váy rất là dài luôn. Ok rồi. Này, chị Nhung Nguyên cái địa chỉ đồ này, cảm ơn chị nha. Chị nào ơn set này. Chị đâu set này cho mấy màu trắng nha mấy chị, cho mấy màu trắng. Và áo của nó màu đen, cái áo này không là giá 75 ngàn một áo rồi mấy chị nha. Áo này bán không 75 ngàn một áo, áo rất là đẹp mấy chị ha, rất là đẹp luôn. Rồi, set này, chị nào lấy set này comment số 1 cho em đi. Mã 1, mã 1 55 cân đổ về mấy 6. Comment mã 1 giúp em nha, chân váy trắng và áo đen ha. Rồi mã 1 giúp em. Mã 1 chân váy trắng áo đen, mã 1. Comment mã 1 giúp em. 70 cho Nguyễn Thùy Linh nè. Số điện thoại đôi 1334 như khách cũ không ta? Nguyễn Thùy Linh. Ừ. Nghe quen quá. Không phải cũ đâu, Lê Thùy Linh. Chứ là Lê Thùy Linh có. Rồi mã 2 Nguyễn Thùy Linh, chị Nguyễn Thùy Linh có địa chỉ bên em chứ chị ơi. Chưa có cho em xin thêm địa chỉ nhé. Chị Nguyễn Thùy Linh, số điện thoại đôi 1334 nè. Rồi mã 2, chị nào lấy 2 comment mã 2 cho em nha. Mã 2, mã 2 thì chân váy đen áo trắng nha. Áo siêu xịn luôn mấy chị, áo này siêu xịn, mấy chị nhìn chắc vài coi là mấy chị thấy xịn rồi đúng không? Áo siêu xịn ha. Rồi comment cho em mã này là mã số 2. Chắc mã số 2 cho em. Rồi mã 2 comment mã 2 nhanh tay nha, mã 2. Nếu không thì cho chị mã 50 cũng được em ơi, chị Bảo Thiên. Không. Còn mã số 1. Mã số 1 cho bèo tây này. Mã 1 cho bèo tây. Mã số 2 chị Ngát Nguyên này, chị Ngát Nguyên này quen lắm này, không biết mình thật đầu tiên thấy quen lắm. Ngát Nguyên. Chị Ngát Nguyên, nếu mà khách cũ bên em thì cho em ba số điện thoại. Còn những khách mới comment điện thoại kèm địa chỉ cho em đi chốt được này. Khách cũ cho ba số đuôi được rồi mấy chị ha, khách cũ cho ba số đuôi được. Bèo tây có mã số 1 em nha. Khách cũ cho ba số đuôi được rồi mấy chị nha. Rồi set này nhớ chị ơi, set này chân váy đen áo đen. Chị nào thích một bộ đen thì comment cho em luôn là mã số 5. Mã 5 này mét 6-55 cân đổ về 1m55 thì khoảng 49 cân. Comment mã số 5 cho em, cực kỳ đẹp. Đẹp lắm mấy chị ơi. Đây, cực kỳ dễ thương luôn, mã số 5. Chân váy mặc phối gì cũng được. Về mấy chị có thể phối gì được luôn ha. Chị nào mà người to to một chút mình phối nguyên một bộ đen như vậy, mấy chị rất là gọn người nha. Mặc gọn người cực kỳ mấy chị ha. Còn chị nào mà thích phối riêng mình phối mã số 5 cho Trần Thị Cộng Hà nè. Đây, mã số 2 chị Ngát Nguyên năm. Chưa thấy. Để em đang nói. Mã 5 cho Trần Thị Cộng Hà. Mã số 2 chị Ngát Nguyễn chưa được nha. Chị Ngát Nguyễn chưa thấy trả lời gì em này. Mã số 2 em chốt cho chị Nguyễn Liên nha. Chị Nguyễn Liên này. Rồi em hết số 2 nha. Chị Nguyễn Liên xuyên thải với 6592 này. Ôi, còn nhiều tấm nhiều của đây. Rồi. Mẫu này nha, chị đã đâu mẫu này. Lấy đi lấy nhầm một miếng. Rồi, mẫu áo len này ha mấy chị ơi, áo len nha, áo len 45k. Chị nào lấy áo len? Áo len 45k. Chị nào lấy áo len? Chị Oanh Nguyễn chưa có địa chỉ, em xả ra nha. Em xả xếp số 7 ra để em nhường cho chị khác nha. Chị Oanh Nguyễn chưa có địa chỉ, em xin phép được xả xếp len của chị ra nha. Rồi, chị nào lấy cái áo len này comment cho em 45k, comment cho em là mã số 12. Mã 12 của chị 45k. Chị Ngát Nguyễn nha, chốt hàng mã sau cho em nha chị ơi. Ok này, chị Nguyễn Thùy Linh có địa chỉ rồi này, cảm ơn chị Nguyễn Thùy Linh nha. 12-54 con được về. Chế này, mấy chế ơi, chế mấy chế, cứ có địa chỉ là có hàng nha mấy chị nha. Chưa có địa chỉ bên em là có hàng nha. Còn chưa có địa chỉ thì chưa có hàng nha mấy chị, thông cảm nha. Mã 12 đúng không? Mã 12 45k. Chị nào lấy mã 12 chốt mã 12 cho em. 12 là một cái len đen tay dài nha mấy chị ha, cực kỳ dễ thương luôn. Rồi mẫu này. Mã 13. Mã 13 cho em luôn, mã 13 39k. Chị nào lấy mã 13 chắc mã 13 lên nhanh liền giúp em luôn ha, 39k. Mã 13, cái này là dưới giá 4 luôn mấy chị. Mã 13 là dưới giá 4 luôn, người siêu vừa tặng nha. Mã 13, 55 cân đổ về. Comment mã 13 cho em, 13, 55 cân đổ về 39k. Lên nha mấy chị, lên mình ha, lên mình. An tâm thì mã số 10, an tâm thì mã số 1. Rồi mà mình nha mấy chị, mình nha. Rồi comment nhanh tay cho em luôn. Mã 13. Mã 13 đâu em? 39k, đây. Mã 13, 39k này, 13 cho chị Nhung Nguyên này, 39k thôi hả? 39k. Thật. Mã
13, 39k. Mã 13 cho chị Nhung Nguyên, điện thoại đuôi 378 này. 39k này. Còn một chiếc kia này. Chị ơi, 70 em hết rồi. Mã 13 cho chị Diệu Bình này, 39k này. Không nhớ. Hình như có một cái này. Một cái này hả? Rồi, màu này, xong rồi 13 chưa? Thế nào lấy 13 nào, comment 13 lên giúp em nha. 13, comment 13 lên cho em nè. Theo nha mấy chị, áo len theo nha. Rồi màu này nha mấy chị, 45k. À 49k, cái màu này 49k, sao nha mấy chị 49k. Chị nào lấy em này, comment cho em mã số 10. Mã số 10 49k. Một áo len theo hình con chuột ở phía trước rất là dễ thương ha. Mà cô cưng lắm nha mấy chị, mà cô cưng lắm mấy chị có thể phối cái yếm tự chọn nha. Ví dụ như mấy chị mua yếm tè, mấy chị có thể dùng một cái yếm này, mấy chị phối nhiều cái áo ha. Với một cái yếm mấy chị có thể phối rất là nhiều áo len vô, thì nó mới kiểu giống như là mấy chị có cả chục cái yếm vậy đó. Thì rất là dễ thương ha. Rồi, comment nhanh cho em mã này là mã số 10. Số 10 49k. 49k, mã 10 49k. Chị Hoa Lê có mã 13 nha. Chị Hoa Lê số điện thoại đuôi 19602 có số 13 nha. Số 13 của chị 39k này. Rồi. Hết em năm mặc hết rồi nha. Mã số 10 49k, chị nào lấy mã số 10 không ạ? À? Mã số 10 49k nha mấy chị ơi, mã số 10 màu xanh xanh ngọc nha. Rồi cái này cho mấy chị lấy màu vàng luôn 45k. Chị nào lấy vàng chốt mà vàng cho em, áo len luôn mấy chị. Mấy cái len này là len mặc trong nam cho nó mát mẻ mấy chị ha, nó không bị nóng. Rồi chị nào mà vùng mà không có lạnh á thì mình mặc ok, chị nào mà làm căng luôn như ngoài Bắc á thì mình phải mặc len dày rồi, cái len này mình mặc là không nghe ha. Mà đó mã số 1 hay sao? Đúng rồi. Mà đen vừa mới đem lên áo áo á. Rồi. Chị nào con cái mã này cầm lên em lấy giúp em. Ngoài em không biết. Đưa chụp qua cho em chụp ra. Đây. Rồi mã vàng, mã vàng. Mã vàng giúp em, mã vàng 45k. Phải cho nó 45k thôi. Phải, vàng 45k này. Comment đúng mã cho em mặc vàng mới chốt nha. Comment đúng mã mới chốt nha. Chị Bách Hồng đâu rồi? Không, chị ơi bên em không có bán phi, không em không có phi. Bên em không phi ship nha mấy chị nha. Bên em có mua của em 5 hay 10 set cũng đều không phi ship nha mấy chị ơi. Mấy chị có mua 5 hay 10 set thì cũng không phi ship mấy chị nha. Vàng cho chị Diệu Bình nè. Chị Diệu Bình nè. Vàng cho Diệu Bình. Đây, đây là nguyên một set màu đen luôn. Mấy cái đầu kia có một. Ừ. Nguyên một cái set màu đen nha mấy chị nha, nguyên một set màu đen. Chị Mai là chưa có số điện thoại để chị chưa chốt được này chị ơi. Đây, chị nào mà không thích mua nguyên set màu đen á thì mấy chị có thể. Chị cáo đen kia cho chị bắt mộc á. Áo đen chị bắt mộc hả? 45k đúng không? Đâu, áo đen nè. Dưới đây nè. Rồi. Mấy chị comment nhanh tay giúp em nha, chị cái set đen này em tách ra bán lẻ một đồ nha. Trong ấy là 45k. Đây, tách ra bán lẻ luôn nha, trong ấy 45. Trong ấy 45 nha chị, áo 49. Trong ấy 45 áo 49. Ủa, chị sai sai. À đúng rồi, ok. Bán lẻ luôn. Rồi áo 49, trong ấy 45. Rồi chị nào lấy trong ấy chốt trong ấy cho em lấy áo chốt áo nha. Đây áo chốt áo lấy trong ấy chốt trong ấy. Đây, áo chút áo cho mấy chút trong váy nha. Áo của nó là áo sắc nách nha mấy chị, không phải sắc nách mà áo này là áo ngắn tay. Áo quần tay nha mấy chị, áo quần tay. Áo quần tay cái chơi. Quần tay cái chơi. Ok, chế Hoa Lê nha. Lấy set đen. Set đen kìa. Đây, Nona. Chế Nona lấy set đen thì để lại cho em số điện thoại địa chỉ nha. Set đen. Ok, set đen cho chế luôn, khỏi bán, khỏi tắt. Chế Nona để lại địa chỉ cho em nha. Bán set đen thì chị giá 9k. Xếp đen đây thì 9k luôn ha. Đây xếp đen đây luôn này. Ủa xếp đen này. Ok chị không lấy áo đen. Ok chị bắn mộc nha. Cho áo đen 45k được ghi bộ nha. Xếp đen. Chị Nona cho em xin thêm số điện thoại để chị là chốt được của em nha. Chốt được cả xếp đen nha. Diệu Bình ơi, Diệu Bình lấy xếp đen này không? Giờ mình lấy set đen này ok, giờ mang em đi giữa bình nha. Set đen này áo dài tay nha, áo dài tay. Dài dặn lắm, áo dài tay nha, dài dặn luôn. Và chân váy này. Đây, chân váy dài luôn. Rồi, chân váy này đẹp. Set em đang mặc hết rồi mấy chị nha. Set em đang mặc hết rồi. Giờ bình nó lấy hai cái, rồi đi lấy cái nào. Trời ơi, chân váy này đẹp giờ bình ơi. Giờ bình lấy ok, mang cái set trước thì hết rồi. Còn cái set này là mặc
số 7. Comment số 7 của Bem này, xếp lại cho mấy dài mã số 7 ha. Mã số 7. Cái chân mấy dài mã số 7. Chị Nona cho em xin thêm địa chỉ đầy đủ với chị ơi, địa chỉ của chị em bó tay rồi. Cho em xin thêm địa chỉ đầy đủ nha chị nha. Chị cứ từ từ bấm địa chỉ là được. Em chốt cho chị rồi nha. Chị rồi xếp này luôn chị ơi, xếp này là cho mấy con mã số 7 này. Mà số 7 chỗ đi mã số 7 cho Nguyễn Ý Thư nè. Dù mình không lấy hả? Không, Nguyễn Ý Thư dù mình mà dù mình không lấy hả? Không thấy. Rồi mã số 7 cho chị Nguyễn Ý Thư nha. Nguyễn Ý Thư cho anh xin thêm địa chỉ này đây đúng không? Cho mấy con ba lớp nha chị, cho mấy con ba lớp nha, cho một con anh Thiên Tuyến nữa ha. Cho mấy con ba lớp nha mấy chị nhá. Cái chân máy này là mấy chị mua riêng không, là giá của nó là 99k một chân máy nha chị ơi. Mà nguyên một set len này em sale luôn chỉ 99k thôi. Nhớ là xe live stream giúp em á, cùng xe live stream không xe live stream thì giá 101 của chị nhá. Nếu mấy chị không chia sẻ live stream thì giá bình thường mà đang bán là 101 của chị nha. Giá em đang bán là 101 của set len. Chị nào chia sẻ live stream thì chỉ còn 99k thôi. Hôm nay mấy nhắn tôi đi sao rồi? Nhanh quá hả? Đọc nhanh quá chị nghe kịp không? Đây, chị Nona có địa chỉ rồi này, cảm ơn chị nha. Chị Nona ở phường 2 quận 11. Chị Nona ơi, phí ship có bên chị là 25k nha chị nha. Nguyên Ý Thư cho anh xin thêm địa chỉ này. Để mà chứ thôi. Nhưng mà em nóng. Cho qua bên đó đi, cho ngoài qua đó đi. Đây, thằng qua bên kia quay cho em. Rồi chị nào lấy cái set mà cho mấy con thì comment cho em mã của nó là mã 12. Mã 12 cho em. Mã 12, mã 12. Cho mấy con là mã 12. Cho mấy lưới chứ, cho mấy con lưới với lại cái áo đen là mã 12. Để 99k. Mét 6, 55 con đổ về nha. Mét 6, 55 con đổ về. Ok mà. Này áo của đồ nha chị. Áo của đồ. Chị Nguyễn Ý Thư ở quận 10 ship cũng 25k nha chị nha. Chị Nguyễn Ý Thư ở quận 10 cũng ship 25k này. Nói chung là đồng giá 25k toàn thành phố Hồ Chí Minh. Toàn trong một thành là 25k hết nha mấy chị. Rồi một cái áo phụ đồ ha mấy chị, một cái áo phụ đồ. Áo phụ đồ nha, cái này giặt khoác. Giặt khoác hay giặt áo thì cũng được. Làm áo giúp quần hay làm váy thì ok luôn mấy chị ha. Đây rất là tiện lợi luôn, mặc cái gì thương lắm, cánh chơi một chút nha. Mã 12. Mã 12 à. Siêu đẹp. Mã 12 cho chị Hoàng Huỳnh này. Hoàng Huỳnh mặc 12. Rồi chị đã ôm cái áo này 55k. Cổ đồ nha, cổ đồ 55k. Hai ngủ ngoài là đây chi phí rồi. Rồi, mà em sợ nó bị nói nhiều mà trong ai không nghe được á. Mã 12 em hết rồi này, còn chị Như Huỳnh lại cầm em mã 12. Thế áo em đang cầm lại bao nhiêu? Cầm em rồi. Mắt của em là mắt của đồ. Đồ mới lạ. Mà 15k mà bao nhiêu thì lấy. Chưa, nó là có tung đâu. Rồi còn mấy nè, cái áo 55k cầm bên màu xanh giúp em đi mấy chị. Màu xanh nha, chị nào là cái áo thì này cầm bên màu xanh cho em 55k. Rồi, cái áo này giúp chị, cái áo len này 30. Cái áo len này hả, chị nào lấy cái áo len này bao nhiêu, 45k đi. Đó là dạng len mỏng thôi mấy chị ha, giống như là cái áo em đang mặc vậy á, để mấy chị thay đồ nha, mấy chị mặc cái gì giống thay đồ ha. Ví dụ như cái áo mặc màu hồng có thì mặc màu nâu ha. Đó, 45k, chứ là lấy nâu chút nâu kem luôn. Nâu 45k này. Mặc lót trong với miếng được nha mấy chị, lót trong miếng được. Ô, cái hai cái đồ mua xinh đẹp của em bán áo đi cho mấy chị. Ok. Hai cái đồ mua kem nha chị. Ok Hoàng Bình Huỳnh cái giữ đơn nè. Rồi, nhưng mà giữ ít thôi chứ chị giữ mà giữ như tuần thì có giữ được. Hoàng Huỳnh bữa trước giữ chị cũng có ăn cửa nữa. Ủa nhưng mà chị giữ lâu lắm rồi hả? Không, vậy rồi cái hàng đi rồi. Giữ đơn mà giữ đơn là không được sạc của em luôn nha. Em giữ đơn cho nhưng mà không được sạc của em nha. Giữ đơn mà lâu là phải cọc cạc lại giúp em nha. Rồi, chị nào lấy đôi môi này. Chị nào lấy đôi môi này mang áo riêng luôn nha mấy chị ơi. Bán áo riêng cho mấy chị luôn nha. Đó, sale em này giá 65k luôn. Chị nào lấy em này đó. Giá em này 85k một em sale 65k luôn mấy chị ha. Chị nào thích em này comment nhanh tay cho em mã môi này, mã môi 65k. Chốt mã môi 65k giúp em nha. Mã môi 65k ha. Đây rất là dễ thương luôn. Rồi môi thì 55 cân đổ về. Môi 65k. Mã môi 65k mấy chị ơi, 55 cân đổ về bằng được nha chị nhớ chị nha.
áo len môi 55k, áo môi cho Nona nè, môi cho Nona, môi cho chị Diệp, môi cho Diệp Loan nè, môi cho Diệp Loan hết môi, đây là Diệp Loan nha. Ừ, những người nào biết đi. Hết mặt luôn. Rồi hết, em áo. Sẽ đang mặc là set len nhưng mà hết rồi nha mấy chị ơi. Sẽ đang mặc em hết rồi nha mấy chị nha. Rồi em áo len nha mấy chị ơi. Áo len cổ lưới nha. Nhanh lên, nhanh còn lên giày dép cổ lưới. Còn lên giày dép nữa mấy chị. Rồi, áo len cổ lưới nha chị ơi. Cái màu này chốt kem mặc số 2 nha. Áo len cổ lưới mặc số 2. Còn men mặc số 2 giúp em. Áo len cổ lưới mặc số 2. Còn men mặc số 2 nha. Mặc số 2 nha, em mặc số 2. Chốt mà hai thêm. À, chị ơi, em gửi địa chỉ nhé. Ok, chị Trần Thị Cẩm Hai, địa chỉ này được tiếp thị cho em rồi nè. Mai mốt chị mà muốn giao địa chỉ Sài Gòn, ghi nhân viên em chốt ấy, chị bảo chị chỉ cần báo là giao địa chỉ Sài Gòn cho chị là được giúp em nha, chị Trần Thị Cẩm Hai nhé. Địa chỉ này là như em gái chị nè, em nhớ mà. Rồi, màu này. Còn một cái set yếm đuôi cá duy nhất, áo đâu nha mấy chị, còn một set yếm đuôi cá duy nhất. Mà số 2, số 2, số 2 cho Hà Phạm nè. Mã 255k cho Hà Phạm. Mã số 255k cho Hà Phạm, đôi 811 nha. 99k xếp yếm đôi cá, 99k màu rêu. Chị nào lấy chốt kem mã rêu đi, mã rêu nha, xuống rêu luôn, 55 cân đổ về nè. Mã rêu 55 cân đổ về mét 6. Comment mã rêu cho em. Mã rêu nha, chị mã rêu. Chốt mã rêu ha. Mã rêu. Nhé đơn, mã rêu, chốt mã rêu. Rồi lên giày dép luôn mấy chị ơi. Mã rêu, mã rêu. Ok chị bắt mặt nha. Mã rêu nha mấy chị ơi. Lên giày dép nha. Lấy em cái, em có không được không chị? Tại sao chị Nona nhở? Lấy em cái em không được không chị? Cái áo ô, mã rêu nè. Mã rêu cho Đặng Bích Tuyền nè. Đặng Bích Tuyền 048 để bắt nhận Bích Tuyền cho em xin thêm địa chỉ nhé. Chị Diệu Bình thấy cái ưng cái mã nào thì cứ comment màu lên cho em được rồi. Em biết mạng chị hơi yếu á. Thấy cái em lên cái set nào thì cứ comment màu lên cho em chốt cho. Rồi lên giày dép nha mấy chị nha, giày dép nha. Chị Diệu, chị Diệu Bình. Chết rồi, dép không có ghi sai. Chị bé, qua đây ngồi nghe chỗ mình dép chứ. Có sai rồi thùng á. Coi sai chị em báo sai rồi. Rồi mẫu này với chị ha, mẫu này rất là dễ thương luôn mấy chị ơi, cực kỳ cưng nha. Ngồi đâu, ngồi đây không? Ừ đúng rồi, hàng Quảng Châu chuồng nha mấy chị, chuồng đét Quảng Châu luôn ha, chuồng đét Quảng Châu nha. Hàng Quảng Châu nha mấy chị. Đó. Cái này sao mà trong chị coi được ta, hôm nay không có chuồng bị la dày nên vô lên đại đại về mấy chị chịu khó ngó giùm em ha, rất là dễ thương, cực kỳ cưng luôn. Rồi chị nói ông đô này comment nhanh tay giúp em rồi mấy chị. Sai nè, sai đây cô. Ừ sai đó. Rồi đôi này em có size 36 nè. 36, 37, 38 mấy chị ơi. Đô này giá của nó 101 nha. 36 luôn. Mở ra 101, 36, 37, 38. Thấy không? Câu hỏi nhất thì không có lên đâu không? Tùng chết em 101 cho mấy chị. 36, 37, 38. Chị nào lấy chốt cho em mà của nó là mà 110 kèm size với em nha. Mà là 110 kèm size 101 cái chị, cái này mang đĩa cao khoảng 4 phân ha, 3-4 phân gì đó, 3-4 phân gì ha. Rồi rất là xịn luôn mấy chị, đẹp chị thương dép nha. Rồi chị nào ưng comment thì cho em 101 cho chị, 101 nha. Comment mặc 110 giúp em kèm size ha, 110 kèm size. À, xem mặc hết rồi mấy chị ơi, set lên hết rồi mấy chị, không còn set nào hết. Bây giờ em qua giày dép nha. Rồi, dẹp qua một góc chị. Ở xong dẹp qua một góc chị. Được cái mặt khác lên đi. Rồi 36, 37, 38 đúng không? Nó đủ sai luôn không? 36, 37, 38 hả? 36, 37, 38. Rồi tiếp vào đôi dép này nha mấy chị. Của em một set, một áo môi, bao tiền về ạ? Ờ, một set của chế Nô Nam, một set là 99 cộng thêm một áo 65 nha, là 164.000, cộng tiền ship 25k là 189.000 nha anh Nô Nam nha. Dép full mod nha. Cứ đơn cho em. Nếu đơn em có một cái cũng ship dùng rồi em luôn ạ. Ok Nga thì nha. 38 39. Set xanh rêu chân váy ôm hết rồi. Đặng Thị Bích Tuyền ơi, Đặng Thị Bích Tuyền có chốt được cái set rêu đó. Set rêu chân váy đuôi cá đó. Đặng Thị Bích Tuyền, Đặng Thị Bích Tuyền cho em xin thêm địa chỉ nha. Có địa chỉ mới chốt được nha em nha. Từ Mũi Hèm.
Ok chị Trần Thị Cẩm Hà ơi, cái tối rồi. Nay em có công việc em không có like, nên có gì ngày mai chị chốt thêm cho em nha. Dạ, tối nay em không like nha mấy chị. Rồi cái đôi dép em đang cầm nha mấy chị ơi. Cái đôi dép em đang cầm rất là xinh luôn ha. Hàng Quảng Châu chuồng nét luôn mấy chị. Em bao chốt cho mấy chị luôn ha. Hàng Quảng Châu chất mềm mà nói chung em là còn tùy luôn á. Hả? Nhớ để nè, nhớ để vô cái tiền lộ sao. Chị hỏi gì 37 không? Cái dép này em cầm có 37 không? Có, đôi này có 37, 38, 39 đúng không? Em inbox rồi. Ok nha, đọc cái tiền nha. 37, 38, 39 đúng không? 37, 38, 39. Mã số 2, comment số 2 kèm size bên. Mã số 2. Rồi đôi này giá của 101 cho mấy chị nha, 101. Đôi này giá 101 luôn. Nói chung là dép là mấy chị đầu tư một tí mang nó dễ thương, nó mô đen lắm ha. Rồi 101 luôn nha mấy chị, hàng Quảng Châu thằng đét nha mấy chị, lấy thằng gốc nha mấy chị nha, lấy thằng gốc. Rồi xung quanh gì nó còn có đá mà nha mấy chị, có đá nhỏ nhỏ rất là dễ thương á. Rồi đôi này 101 mã số mấy? Số 2 hả? Mã số 2 em ơi. Mã số 2 kèm size giúp em 37 38 39. Mã số 2 37 38 39 nha. Comment số 2 giúp em này, số 2 37 38 39. Rồi có số 2 giúp em. Mã 2 37 38 39 nha. Mã 2 37 38 39. Chị nào lấy mã 2 chắc mã 2 lên liền cho em nha. Còn xanh đen, có xanh đen chị có xanh đen luôn nha Hồng Quỳnh ơi. Rồi tiếp cho chị xanh đen búp bê có luôn nha. Tiếp còn đôi nữa ha. Đôi đen hồi nãy có 39 không chị? Có đúng không mình ơi? Đôi đen hồi nãy có 39 nha. Đôi đen hồi nãy là... Đôi đen hồi nãy là đôi gì nha con? Đôi đen là đôi xanh đen á. Đôi xanh đen mà không quay á. Đây con. Ừ, có 39 không? Có 38 thôi. Có 38, 39 mang được. Cái này hàng nào Quảng Châu 39 mang được. Rồi đôi này nha chị, đôi này nha. Rất là đẹp con, để gần chúng chị coi. Bao xinh ha, bao xinh luôn. Đấy phần ngọt nha. Bao xinh nha. Rồi chị đợi không đôi này. Đôi này giá cùng 100, đôi này giá cùng đồng 101 nha mấy chị. 101 nha. Rồi chị đơn đôi này comment cho tay cho em. Alo. Rồi ok chị, chiều đi hàng giúp em nha. Dạ. Được rồi. Đúng đúng. Đúng đúng đúng. Rồi rồi ok vậy nha chị. Rồi. Rồi, chị nào ơi cái đôi này comment nhanh tay giúp em nha. Đôi này có mấy size? 37, 38, 39 mấy chị ơi, 37, 38, 39. Chị nào ơi đôi này comment lên cho em nha. 37, 38, 39 nha. Comment cho em là số 3 đi. Mã số 3. Có một màu này, có một size. À, số 3 có màu đen với màu da nữa. Chị comment da có một đôi à. Màu da có size gì? À, không biết rồi, có một đôi màu da nữa mấy chị nha. Là 6. Lên một cái thôi, cái này nó sai sai rồi, 38 á, 37, 38 á. Rồi chị nào ơn cái đôi đen này comment cho em luôn, kèm đôi đen trước đi, đen này cũng sai. Dùng gì mà trang điểm? Dùng kem chị ơi. Em có bán kem không mấy chị? Có bán kem hả? Em có bán kem mà dưỡng da bao trắng da cho mấy chị cơ. À, kem công ty, kem công ty nha mấy chị, được. Kem Queenie công ty được ha. Được nha, kem ăn nguyên nha, đừng mấy đồ em ơi. Chưa mà chị Bonnie Trang ơi, máy em vẫn chịu được mà. Em chỉ có một. Rồi chị nói cái đôi này chốt lên cho em nha mấy chị, đôi mặt số 5 nha mấy chị, mặt số 5 101 nha, mặt số 5 101. Kèm size giúp em. Chị nào mang size nào chốt size đó lên cho em nha mấy chị, chát size đó lên. À dép Quảng Châu em nói với chị thật sự đẹp lắm. Đẹp ngất ngây luôn, chị có 101 một đôi thôi nha mấy chị ha. Đó em ra ngoài em chưa lấy dép về mà em kẹp em ra ngoài mua là một đôi như thế này nè mấy chị. Là em mua tới giá 201 một đôi ha. Em hết xếp lên rồi mấy chị ơi. Mấy chị ơi, mình đi size nào cứ comment mã số kèm size đó lên cho em nha. Có em chốt liền cho, có là em không? Chốt nha. Đôi này cực đẹp luôn mấy chị. Đấy, chị em like hết đồng rồi chị Bonnie Trang ơi. Quá dễ thương luôn. Đôi này quá dễ thương luôn mấy chị. Thật sự mua đi. Hồi tối chị nào mà chốt được cái giỏ caro với lại cái túi caro của em á, bây giờ chốt liền cái đôi này mà đẹp ngất ngây luôn ha. Rồi, đôi này vô là đúng tông tông luôn. Rồi đôi dép nha mấy chị. Đúng. Rồi dép, chị nói là dép này comment liền cho em mã của nó là mã số 6. Mã số 6 kèm size lên, mã số 6 kèm size ha. Cứ comment số 6 kèm size lên, có size này em chốt size đó cho mấy chị ơi. Cái này rồi. Có đủ size, 35, 36, 37, 38. 35 từ 35 đến 38 mấy chị ha. Size là từ 35 tới 38 luôn, 35, 36, 37, 38. Cho nên chị nào ưng cái size nào comment size đó lên cho em nha. Mã số 6 kèm size, mã 6 kèm size lên. Mã số 6 kèm size cho em là 101 cho mấy chị ơi. Số 2, số 2, 38 cho có xinh đẹp này, số 2 đâu?
bao nhiêu? 38. Số 2 38 chút xinh đẹp. Số 2 38 chút xinh đẹp ha. Không, 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 không có Valentino gì hết. Còn giày dép Quảng Châu nhưng mà không, nó hàng bình thường thôi chứ nó không có mấy cái kiểu đấy. Mấy kiểu đấy mắc nha, mấy kiểu đấy mắc lắm. Rồi, chị nào ơn chốt liền tay giúp em ha. 240 là 38 đúng không ta? Đúng không em? Đúng, 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 đúng. Rồi đôi này khác mà chị. Đôi này là đôi quay hồng. Út xinh đẹp, út xinh đẹp. Có mã số 2, 38 rồi em nha. Số 2 bao nhiêu tiền rồi nhỉ? 101 đó hả? Dạ, dạ, dạ. Rồi, chị nào ơn đôi này comment để 6 giúp em nha. 6 nha, để em để xa cho chị coi. Mang cho chị coi, hơi bị dễ thương không ha. Hơi bị dễ thương không nha, mấy chị hơi bị dễ thương ha. Rồi chị nào lấy cái mạng này chốt nhanh tay giúp em. Hơi bị cưng ha. Đẹp lắm. Tôi có 36 để cho em đôi. 36 bỏ đi cho em đôi. Tôi dễ thương quá. 35. 35 cũng được, em mang được 35 á. Rồi, 35, 36, 37 đúng không? 35, 36, 37. Rồi chị nào ôm số 6, chốt số 6 cho em nha. Chắc là số 6 cho em. Số 2, 3, 8 chị ơi. Ok Hoàng Huỳnh nha. Lên áo đi chị. Áo ăn hết rồi, áo lên ăn hết rồi, Nona rồi. Áo lên ăn hết rồi nha Nona. Rồi tiếp nha chị ơi, tiếp nha. Có còn một nào nữa không, lên luôn nha. Số 6, size 35 cho Yumi nha. Số 6 size 35 cho Yumi Nguyễn. Em lên búp bê luôn nha mấy chị, lên búp bê luôn ha. Ok Hoàng Huỳnh nha. Rồi lên búp bê luôn mấy chị ơi. Búp bê màu này em có hai màu nha. Rồi màu này nhé chị. Màu này thì nó màu này. Đôi này ha, đôi này mấy chị có thể vừa làm sân đan này đó. Ví dụ như mang hiếm giống như em á, mình mang đôi này cũng rất là dễ thương ha. Nó vừa làm sân đan nha mấy chị. Rồi mấy chị cũng có thể làm quốc được luôn ha, làm vest được luôn, rất là tiện lợi ha. Làm sân đan thì mình kéo cái dây ra như vậy nha. Rồi đôi này nha mấy chị ơi. Đôi này nha, rất là dễ thương luôn. Giá em này là 101 luôn nha. Đôi này 101. Chị đâu đôi này comment cho em mã số 7 tìm size. Mã số 7 có size 38. Mã số 7 có size 38. Và size 36 có hai size nhé. Mã số 7, 38 và 36 comment số 7 giúp em. Mã 7, 38 và 36 mấy chị ha. Chốt khoảng 7 cho em nè. Mã 7, 38 và 36 nha. Đó, dễ thương chưa. Đây, 38, 36 giúp em ha. Chị đâu mà 7 chốt khoảng 7 lên luôn nha. Rồi mã 7, 38, 36 giúp em. Đây mã 7 nè. Rồi mã 7, 38, 36 comment mã 7 giúp em nha. Có màu trắng không? Không có màu trắng, một cái tơ đô đó màu đen thôi. Đôi đó chỉ có màu đen thôi ha. Giá bao nhiêu? 101 à chị ơi. Bán siêu rẻ và mang luôn, có 101 thôi á. Chỉ có 101 thôi, đôi này có hai màu. 101 một đôi, 101 một đôi. Chỉ có 101 thôi nha mấy chị, chỉ có 101 thôi hả. Mà 7 xe 38 cho bà Yumi nha. Mà 7 xe 38 cho Yumi Nguyễn nè. Rồi màu này, màu này. Màu này có hai màu. Màu này có hai màu nha. Màu này em có hai màu mấy chị ha. Màu này có hai màu nè. Một đôi màu đen và một đôi màu nu mấy chị ha. Comment cho em mã 1 nha. Mã 1 kèm màu. Mã 1 màu đen là size 36. Một đen 36 và một nu 35. Nu 35 đen 36. Comment cho em là nu. Chị nào lấy nu thì comment là nu 35. Nu chỉ có một đôi 35 thôi. Còn đen 36 giúp em. Rồi đôi búp bê xinh đẹp 105k. Đôi búp bê giá 105k nha. 105k siêu đẹp không mấy chị. Có 105k thôi ha. Rồi comment nu và đen giúp em. Có size 35 không? Cái này có hai đôi à? Có hai đôi, hai size. Size gì? 35 với 36, nu 35. Nu là 35, đen 36 nha. Nu 35, đen 36, chát lên vậy cho em luôn nha mấy chị. Comment lên như vậy luôn ha. Hàng kíp, ghi cho hàng kíp phát kìa. Kim giá hàng kíp quá. Mặc dù giá nhiều lúc nhiều đôi nó giá nó sẽ khác, nhưng mà em cứ ghi cho chung vậy ha. Rồi chị nào lấy nu, comment nu. Chị nào lấy đen, comment đen giúp em nha. Đen với nu ha. Đôi này là đôi gì? Chưa, à là búp bê hả? Không có 37 hả em? Không không, chị Lê Hoàng Anh. Em 36 cho Yumi Nguyễn này. Nu 35 cho chị Thắm Nguyễn, 338 này. Nu 35 cho Thắm Nguyễn. Tao thấy đây, đưa em đi cho. Bi thế
phía trong đấy có kiểu rúi rúi nha. Rồi đôi này nha mấy chị, đôi này cực kỳ dễ thương luôn, mang phong cách cổ điển lắm chị. Đôi này có hai size, hai size hai màu, hai sáu mấy đấy, 35. Rồi đôi này 35, trong thế nào mà vừa mang vừa đôi này, em xin chúc mừng luôn. Trời ơi, đôi này dễ thương, quá đẹp luôn. Dạ, 105. 105. Rồi đôi này giá là 101 nha mấy chị ơi, cực kỳ đẹp, cực kỳ chất mấy chị ha. Đôi này 101 nha mấy chị. Nói chung giày dép mấy chị ơi, tiền nào của nấy. Mình mà mang mấy đôi mấy chục ngàn ở đâu chân cực kỳ luôn, tôi sợ đau chân lắm mà mang mau lắm luôn á. Đây, mình đầu tư một chút xíu thôi nhưng mà em bán rẻ lắm, nhưng người ta bán đôi này 108 mấy chị ha. Đôi này 108 nè. Đó, hàng Hoàng Châu mấy chị, cực kỳ xịn, mang phong cách cổ điển ha mấy chị, giống như giày lười rất là cưng nha. Giá chỉ 101 thôi, size 35. Một đôi một size 35. Chị nào lấy comment liền cho em nha. Chốt liền cho em. Chị Thảo Nguyễn trong rồi chốt nhanh cho em nha mấy chị, chốt nhanh cho em nha. Mã này là mã số 35 luôn. Chị nào lấy đôi đen 35 này chắc mã 35 lên cho em luôn ha. Mã 35. Không có xanh đan 5 phân chị ơi, không có xanh đan 5 phân. Rồi, mã 35 giúp em. Lô này là lô búp bê, lô bẹt và lô dép vân vân ha. Chứ không có giày xanh đan 3 phân. Vân vân nhưng mà không có xanh đan 20 triệu. Rồi, đôi này nha mấy chị. Rồi đôi này màu nu ha, cực kỳ đẹp, mang phong cách cổ điển với chị ha. Rồi màu nu này size 36, màu nu này size 36, mang cực kỳ dễ thương luôn. 36 chuột luôn. Đây chuột đét 36 nha, chuột 36 luôn. Rất là cưng ha, rất là dễ thương nha mấy chị. Đó, mấy chị thấy mang cưng không? Rất là cưng nha. Rồi giày búp bê nha mấy chị, này giày búp bê á. Rồi đôi này 101 luôn. Chị đơn đôi này cầm lên nhanh tay lên cho em là mã của nó là mã số 10. Chốt mã 10 cho em, size 36. Mã 10 size 36 nha mấy chị. Mã 10 size 36 màu nu nha. Màu đen là size 35, mã 35 nha mấy chị ơi. Mã 10 size 36 nha. Mã 10 size 36, hết rồi hả? Mã 10 size 36 đi. Em ơi, để như vậy đó. Mã 10 size 36. Rồi đôi này nha mấy chị ơi. Đôi này 99k. Đôi này 99k có hai màu nha mấy chị nha. Đôi này 99k hai màu, mang đi tiểu thương luôn, rất là dễ thương ha. Mang đi tiểu thương luôn rất là cưng, có hai màu là màu xám và màu nâu nha, màu xám màu nâu. Màu xám và màu nâu nha mấy chị. Màu nâu là size 35, màu xám size bao nhiêu chị? Hỏi đi mẹ. Màu xám size bao nhiêu? Size 37. Đưa đúng màu xám này cho. Màu nâu size 35 nha mấy chị yêu nha. Rồi đôi này 99k. Màu nâu size 35. Rồi màu xám nha mấy chị. Màu xám nha. Màu xám size 37. Màu xám size 37 nha mấy chị. 37 chứ một chiếc kia đó. Màu xám size 37. Chế nào lấy xám chốt xám 37 cho em. Còn nâu là nâu 35 nha. Nâu 35 xám 37. Đây, xám này xám tươi không mấy chị. Đó, đôi này 99k thôi. Đẹp cực kỳ luôn. Rất là dễ thương ha. Đó, mấy chị thấy được không ạ? Thấy được không ạ? Rất là cưng ha. Cực kỳ đẹp luôn. Hôm nay không có chuẩn bị mà cái bàn này bán dép. Không có chuẩn bị cái bàn cho nên mấy chị hơi khó thấy một chút ha. Rồi chị đơn đôi này comment lên nhanh tay giúp em luôn nha. Comment nhanh tay luôn. 99k. 99 nô và 99. 99k nè. 35 là sang 35 là màu nâu này. 37 màu xám mấy chị nha. 99k này. Lấy đôi nào comment đôi đó lên cho em nha mấy chị ơi. Lấy đôi nào chát đôi đó lên nha. Đôi nào chát đôi đó lên nha mấy chị nha. Có dép bịch không chị, cái bịch là gì trời? Cái bít là dép mà cái đầu không có lòi. À dép bít, dép bít. Dép bít á. Là dép búp bê. À giống như dép có xin có búp bê thôi. Rồi. Chị nào lấy đôi nào comment nhanh tay giúp đỡ đôi đó giúp em nha. Ờ lấy đồ đây. Em like quần áo lại nha mấy chị. Like quần áo ha. Rồi, em like đầm like set cho mấy chị ơi. Like đầm like set nha. Áp dụng xe live stream giúp em đi mấy chị ơi, xe bằng tay giúp em ha, 35 nu. Cái này là lẻ hay là một cái nào là... Cái đó là lẻ á. 35 nu cho Du Minh Nguyệt nha coi. 35 nu cho Du Minh Nguyệt nha. 35 nu cho Du Minh Nguyệt ha. Mấy chị ơi, xe lai mảnh tay mấy chị ơi, xe lai nhiệt tình mảnh tay lên giúp em nhé. Xe lai nhiệt tình mảnh tay lên giúp em.
không chị ơi, em không về giày thể thao nữa. Không về giày thể thao nữa nha chị. Rồi, tiếp theo anh chị ơi. Với chị xe lai mặt tay giúp em đi chào chị Thương Yến nè. Đầm xét Quảng Châu nha mấy chị nha, đầm xét Quảng Châu. Chạy xuống như lấy ghế của em, cái ghế sau lưng á. Để em thức chơi. Để em chơi. Rồi em này yêu của nó tầm 76 độ về, mét 6 55 cân. Rồi chị ơi, cái đầm này vàng giống như baby doll á, đầm von cực kỳ đẹp nha mấy chị ơi, von hai lớp luôn, hai giày, em bao giày không hợp một miếng nào cam kết hết. Rồi rất là đẹp luôn. Rồi chị nào ơi, cái đầm này comment nhanh tay giúp em là mã số 10, chốt mã 10 giúp em. Mã 10 nha, mét 6 55 54 cân, comment mã 10. Lấy cho cái màu vừa thấy ra chứ có trong đấy có một cái cổ hoàng này mình nó thấy được. Gì vậy? Mã 10 nha. Mấy thằng ra vừa rồi á. Mã 10, comment mã 10 giúp em. Mấy chị ơi, chốt hàng hạn chế xem lại mấy chị nha. Mấy chị mà mua chốt hàng là mấy chị biết rồi đó, sao mà xem lại được, người ta lên hàng nhiều lắm. Lên hàng nhiều lắm, không xem đi xem lại được đâu nha. À, xem không có chốt lùn mà đâu mấy chị ơi, không bao giờ mà sót mà chốt lùn mà đâu ha. Chị có sợ mấy chế comment chọn nhầm mạng thôi. Đây chọn nhầm mạng là cái sót không có chịu trách nhiệm đâu mấy chị nha. Rồi mẫu này đây Hoàng Quỳnh ha, của Hoàng Quỳnh, đây là cho xem là lần cuối nhắm chị, đây là người đầu tiên cho xem mà cũng là người cuối cùng nha. Em không cho xem lại đâu mấy chị ơi, tại vì mất thời gian lắm, em còn phải lên đồ nữa, còn phải lên đồ nữa nha mấy chị nha. Mấy chị thông cảm giúp sót không mấy chị. Rồi, comment nhanh tay giúp em á, rồi cái mã đầm mã 10. Rồi, mã 10 giúp em. Rồi, tiếp nha mấy chị. Thức giúp em rồi. Mới đưa chèm đó, đất kìa. Rồi xe lai mảnh tay giúp em mấy chị ơi, xe lai mảnh tay nha. Rồi cái đầm này quá đẹp luôn, cái đầm này đẹp ghê chưa. Đầm này quá đẹp luôn mấy chị ha. Con tiểu thư thôi mấy chị mặc đi làm bao xinh, đi chơi bao đẹp, đi Tết. Đi Tết đi chúc Tết, trời ơi nó xinh. Phải nói là nó xinh giả mang luôn, có sợi dây mấy chị khác yêu được. Còn đâu mấy chị làm nơi cổ cũng ok ha, làm nơi cổ ok luôn. Rồi cái đầm này nhớ chị mét 6. Đầm này chị nào mét 6 thì tầm 50... Em này 70 nha, chị mét 6 khoảng 49 50 cân nha. 49 50 cân nha 70. Đó, chị nào lấy chốt kia mặt số 2. Mã số 2 chị 85k. Mấy chị ơi, 90k một cái. Chị nào mua hai sản phẩm còn 85k nha. Chị nào mua hai cái đầm còn 85k, còn một cái đầm. Còn một cái đầm là giá 90k nha, đầm tiểu thư này. Đầm tiểu thư mã số 2. Mã số 2, đầm tiểu thư mã số 2. Đầm tiểu thư. Thế nào chị em ơi, nhầm ghi nha. Mã số 2 trong hàng trần 878 này. Mã 2 cho chị hàng trần. Một cái 90. Hai cái 85. Một cái 90, hai cái 85. Thế nào chị em ơi, nhầm ghi với. Sao anh không chắc anh được hả? Ngồi đi, xin xin test. Cứ kéo vào đây, kéo vào đi. Rồi. Cái caro này nè mấy chị. Cái caro này mấy chị làm gì mấy chị được nha. Mấy chị làm yếm ha, mấy chị cái caro này mấy chị mặc làm yếm ha, rất là dễ thương nha. Làm yếm hay làm đầm gì được hết, rất là cưng ha mấy chị ha. Đó 90k một sản phẩm, còn hai sản phẩm còn có 85k mấy chị. Hàng Tết mà rẻ ơi là rẻ luôn mấy chị. Hàng Tết mà rẻ mà đẹp nha mấy chị nha, vừa rẻ vừa đẹp ha. Rồi yêu em này khoảng 76 nha mấy chị. Em caro này em 76, coi như khóa đằng sau lưng. 1m6 khoảng 55 cân đổ về 1m55, mấy chị cứ chùi cho em nha. À, dù 1m55 với 1m60 á là nó cách nhau khoảng 56 cân ha mấy chị ha. Rồi 1m55 49 cân. Rồi comment cho em liền ha. Lên hết rồi rồi mấy chị cũng chân ơi. Rồi, chị nào lấy comment nhanh tay giúp em nè. Mặc caro đi. Comment mặc caro ha. Mặc caro, mặc caro. Xe lai mặc tay chị ơi. Ừ, Nguyễn Thị chú Trinh chút cứ qua lại lại thích cái mẫu nào thì muốn cho anh nghe chú Trinh nhé, anh lên thấy giày hết rồi. Rồi caro rồi đúng không? Caro. Caro, caro. Trời cái màu này siêu đẹp luôn á trời ơi. Cái màu này đi tỉ được luôn nha mấy chị. Màu này mấy chị mà đi tỉ được luôn ha. Cực kỳ đẹp, 90k. 90k mấy chị nha, trời nó đẹp. Màu đen rồi. Đẹp quá, đẹp quá. Đẹp quá đẹp luôn. Quá đẹp, quá đẹp. Chuồng tét luôn nha mấy chị, chuồng tét luôn. Rồi giấy đó ơn cái mẫu này.
nhà sách mua cái thứ dây cột sơ xanh của em hồi rồi á, cầm chén. Rồi em này yêu nó 76 cân đổ về. 56-54 cân đổ về, 76 nha. 76-54 cân đổ về. Comment nhanh tay giúp em này. Rồi comment nhanh tay giúp em nhá. Mã bao nhiêu? Mã nô đi. Chốt mã nô cũng được. Mã nô em 76 này, em đi chơi mã nô em 76-90k với chị nha. Chị này đến nô chắc nô lên cho em. Chắc mã nô lên với chị mã nô. Ồ đẹp quá hả chị anh? Đẹp quá hả? Rồi mà nó ok nha, rồi một cái đầm body siêu xinh luôn. Một cái đầm body siêu xinh nha. Có không ạ? Một cái đầm body siêu xinh, chị nào lấy body chắc body cho em. Body 85k. Chị nào lấy body comment body lên giúp em nha, body. Body, body, comment body giúp em. Mấy chị ơi, xe like chị mạnh tay đến chị, chị này càng ngày xe càng ít. Body body cho chị ăn ha. Ơ không quên nhầm, body cho Yumi. Body cho Yumi ha. Rồi body là 54 cân đổ về ok luôn mấy chị. Body cho Yumi nha. Body cho Yumi nè. Mấy chị xe lai mình tay mấy chị ơi. Ây yếu quá, chị yếu quá. Mấy chị ơi, càng ngày xe lai chim càng yếu rồi. Mấy chị xe đang ngủ nhóm mà nhanh lên giúp em nha. Chỗ cái dung này đẹp quá. Cái dung này xinh quá. Cái dung này dung thiết kế nha mấy chị ha. Dung này dung sắc nách, thiết kế cực kỳ đẹp luôn. Đó, xinh chưa? Bao xinh nha mấy chị, bao xinh, bao đẹp. Bao xinh, bao đẹp luôn ha. Bây giờ, học bắt thang đi xin. Đi sờ rồi. Ba giờ. Đúng bao giờ luôn. Đúng bao giờ tao đi. Hoàng Huỳnh cho Hoàng Huỳnh coi lại rồi mà em ơi. Em số 8 Hoàng Huỳnh thì coi lại nha Hoàng Huỳnh ơi, em cho coi lại rồi nha. Có gì tí Hoàng Huỳnh coi lại like giùm em Hoàng Huỳnh ơi. Còn mình coi lại like giúp em nha. Rồi chị nào ưng cái mẫu này coi lại rồi, mà. Rồi mẫu này 80-90-85k. Rồi chị nào ưng mẫu này chốt liền cho em. Mà của nó mà xanh nha chị, chắc mà xanh lên cho em. Hoàng Huỳnh tí coi like chim lại giùm em Hoàng Huỳnh ơi. Rồi mà xanh giúp em nha. Rồi mà xanh. Comment mà xanh giúp em luôn. Rồi cái kiếm đẹp quá. Có cái dung đẹp quá. Rồi em offline đi mấy chị ơi. Cái gì em lần sau em lên tiếp đi. Giờ mấy chị đi làm hết người rồi. Hết người rồi. Cái gì bữa sau lên tiếp nha. Bữa sau lên tiếp ha. Offline nha mấy chị ơi, offline nha. Mấy chị là buổi chiều vui vẻ ha. Xanh xanh cho chị Thương Hiến đi kìa. Xanh cho Thương Hiến phải gì? Vài vài này là vài đẹp chị ơi, vài này vài cante, vài vài nhím nhá. Thương Hiến. Nói chung là vài đường nhám em luôn á, vài vài giống như vài cây rồi á. Đẹp, nói chung là em chỉ dùng một từ nó đẹp giả mang luôn á. Một thương gì đó, mà ở bên biển á. Không phải vài cắt hàng, mấy chị yên tâm đi. Toàn là vài shop không. Không hề phải một cái bài cắt hàng. Bên em đặc biệt không bao giờ bán bài cắt hàng, bài kim tuyến nha mấy chị, cứ yên tâm nha. Bên em là không có chơi những cái bài mà dùm dùm đâu mấy chị ơi. Rồi. Nói bài dùm dùm đó là bên em không bán nha. Hôm nay dành cho chế nào cân nặng nè. Chị nào có số cân nặng một tí là mau ok nè. Eo 78 nha. Eo 78 1m6 khoảng 57 cân đổ về. Eo 78 chị đang mặc vừa. Rồi eo 78 bà Hòa rồi. Hôm nay bà Hòa có mua live stream mà. Rồi những cái đầm này bà ok. Bà đã tưởng bà không biết là không thể không bảo. Đó, đỏ cho hàng trần 878 này. Bà bị nắng cho em á. Dạo này like đâu được có thông báo đâu mà. Phải vô coi thôi. Đầm đỏ cho hàng trần nhé. Mã xanh cho chị Thương Hiến rồi nha. Mã xanh cho chị Thương Hiến rồi nha chị ơi. Mấy chị nhớ nhớ theo dõi Facebook em rồi vô thăm từ em thường xuyên nhé. Tại vì bên Facebook bây giờ nó không có thông báo livestream của bên nick em được á. Cho nó ghim em rồi. Dạ tại vì chắc cho nó ghim em rồi á. Thấy em đẹp nó ghim ấy. Anh Giang comment lên bên nick Giang rồi đi cho mấy chị cái tặng nick anh đi. Em chuyển dần vào nick anh được rồi. Ghim nick anh Giang đi. Mấy chị kết bạn nick anh Giang Phạm nha. Các bạn đi trang phạm giúp em nha, để sau này em có livestream á. Ừ, nãy anh cứ mở cho em coi lại rồi đấy Hoàng Huỳnh ơi. Nhưng mà sao em lại đi đâu mất. Chút nữa coi lại giúp anh nha Hoàng Huỳnh nha. Tại anh cứ cho coi lại rồi đó. Mấy chị cái gì mấy chị kết bạn nước trang phạm giúp em nha. Cứ chắc để dần dần em chuyển em like. Em qua like nước này nước trang phạm cho mấy chị ơi. Eo 70 nha mấy chị, eo 70. Eo 70 1m6 50 cân. Em 70, 1m6, 50 cân nha chị nha. Chị nào lấy cầm em đi nha. Chọn đơn cho chị nha. Ok, chị lên liền mang đi để em rồi nha. Có quần nha mấy chị, đây có quần nha. Cái quần này quần dài.
thấy ở dưới đây là cho nên mét 6 mang ok ha. Mét 6 mang cũng được nha. Rồi còn bên mã bi cho em. Mã bi 70 mét 6 50 cân. Mã bi nha mấy chị, mã bi. 85k khi mua được hai sản phẩm nha. 85k khi mua được hai sản phẩm. 85k khi mua được hai sản phẩm. Được nha, được nha Hoàng Huỳnh nha. 55kg mặc được nha. Rồi màu này, màu này chị đi chưng luôn. 55kg em vào. Rồi màu này nha. Chị nào ok, chị nào thích mặc cái thông xương. Đây, chất cô tông xinh đẹp. Chất cô tông với chị và thông thái đàng hoàng nha. Thông thái đàng hoàng nha chị nha. Cô tông thái đàng hoàng nha. Rồi hình con trùng Mickey với đinh đá như vậy rất là dễ thương ha. Chị nào cái thông xương này cầm đen lên cho em. Và mặc của nó mặc 11 ở trong cái phòng nó ổn lắm. Mã 11, comment mã 11 giúp em. Cái gì vậy đây? Mã 11 là 60 cân mà cũng ok. Comment mã 11 giúp em nha. Chốt mã 11 lên, mã 11 giúp em. Mã 11 nha mấy chị. Mã 11, comment mã 11 giúp em. 90-85 siêu đẹp, siêu rẻ. Mờ rồi chị, mờ chứ trong mạng rồi. Chừng nào có áo len thông báo cho em là ok rồi. Ok Hoàng Huỳnh nha. Mờ quá. Áo len chắc, áo len dày chắc mai em mai like. Cái này like ít quá. Cái này không có thời gian like. Rồi mẫu này nha, cực kỳ xinh luôn. Em lên cái cuối cùng em offline nè chị ơi. Chị nào ông mẫu này chắc nhanh tay lên cho em. Lên mẫu cuối cùng em offline nha, cực kỳ đẹp luôn. Rồi body ở phần mông như thế này nhưng mà chị xinh lắm. Mặt cái này xinh lắm, ở dưới là xì xì với cá ha. Nó body cái phần mông và phần cái đùi á mấy chị, phần chân á đó. Xong mặt đuôi cá ra vầy trụ cái này công nhận nó xinh. Mặt lên xinh lắm nha. 1m6 khoảng 54 cân đủ về luôn. Đó, mấy 55 á thì khoảng 50 cân đủ về luôn. Hàng được luôn. Rồi comment mà đỏ cho em. Lên một cuối cùng em móc nha. Mà đỏ. Chế nó đây đỏ chắc rồi nha tay với em. Lên một cuối cùng móc like luôn nha. Mà đỏ không cần, không cần. Comment mà đỏ với em, mà đỏ với em nha. Rồi offline mấy chị ơi, offline nha. Chị nào chưa cho em địa chỉ thì cho em địa chỉ liền nha mấy chị. Rồi chúc mấy chị buổi chiều vui vẻ ha. À quên tư vấn kem xíu ha. Tư vấn không? Giờ phải chạy xuống dưới lấy kem nữa. Thấy gì vậy? Rồi chưa chuẩn bị đó thì buổi sau tư vấn nhé. Chị nào cần trắng da, chị nào cần da bị mụn thì book cho em nhé. Nói chung da xấu, thế nào cứ da xấu từ bị mụn, bị nám, bị thâm, bị cái gì đó cứ em bút hết cho em. Nói chung là nó đẹp xấu, đúng rồi. Da chứ nó đẹp thì bút cho em luôn. Đó. Rồi mình mua serum. Mình da xấu muốn da xấu muốn làm cho đẹp, em bút cho em. Da đẹp muốn dưỡng da cho đẹp hơn, em bút cho em luôn. Em tư vấn hết, em cứ yên tâm với chị nha. Em offline nha chị. Rồi xuống đi, qua bên. Tại sao máy này nó còn chưa lót ta? Nó còn 89 được chia sẻ. Nó còn chưa giờ tự off. Bye bye mấy chị.